em nghe gì không hỡi em, con chim nó hót vang đầu hè, em thấy gì không hỡi em, con chim nó múa trên cành tre. Hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Xin hân hoan chào đón toàn thể tất cả các quý vị, tất cả các bà con và khán giả đang có mặt trong chương trình Đại Nhạc Hội ngày hôm nay. Vâng, và tiếp mục mở đầu sẽ là một nam ca sĩ rất nổi tiếng. Mời quý vị và các bạn đến với nam ca sĩ với ca khúc Buông Tay Nhau Ra. Buông tay nhau ra. Lừa đảo cái gì? Đây có phải Sơn Tùng đâu. Trời đất ơi, thì hồi nãy tôi đâu có nói đây là Sơn Tùng MTV đâu. Chứ đây là ai? À, cái thằng này nó là Sơn Tường, em trai tôi. Trời ơi, lừa đảo hả? Trời đất ơi, mọi người bình tĩnh đi, tôi không có lừa đảo, cái này là nói thiệt. Bây giờ ở phía sau còn rất là nhiều tiết mục. Bây giờ là tới tiết mục hai trích đoạn ra duyên anh cưới em. Nhưng mà quan trọng là có nghệ sĩ Hoài Linh diễn không? Có, yên tâm, có bà con bình tĩnh về chỗ ngồi nè, có thiệt không đó hả? Có thiệt không? Có đi nha, rồi không có toàn thay hỏi cái làng này đâu nha. Yên tâm, về chỗ ngồi bà con, về chỗ đi vô coi. Dọn cảnh ông bầu. Trời đất ơi, ai làm mày làm chứ ai làm. Trời, ông đừng có giỡn nha. Lần nào tụi mình làm xong á, tụi mình cũng bị đánh hết á. Lần này mà còn giả dạng nữa là nó quậy banh cái đoàn mình luôn. Trời ơi, anh Hoài Linh là thần tượng của mày, mày giả giống nhất thì mày phải làm chứ ai làm. Thì là chú Hoài Linh là thần tượng của con, nhưng mà nếu mà bây giờ bắt chước thì cũng một cái đôi nét nào đó thôi chứ con... Không sao hết, bây giờ là miễn có tiền là được rồi, đúng không? Còn không thôi thì bị đánh vài lần nữa không sao đâu. Cứ vô làm đi, miễn người ta cười người ta vui. Không thôi con không có làm gì. Vô làm đi, đi vô đi. Ông Bảo, đi. Và bây giờ tôi xin trân trọng giới thiệu tiết mục đinh trong ngày hôm nay. Mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn vở hài kịch Ra Duyên Anh Cưới Em. Chào mọi người. Thằng trách thằng treo cho lận đận, mình trách mình số phận cái treo hém hiu. Bởi thân tôi cực khổ, tôi e nghèo nên vợ tôi nó mới không ở nữa mà nó theo cái nậu đâu. Ê, vợ tôi nó không phải nó đi theo nậu mà nó đi luôn rồi. Nhưng mà bà yên tâm đi, dù sao á con mót nhà mình á tôi cũng sắp sửa tôi gả chồng cho nó rồi. Tía ơi, Tía, con về rồi nè Tía ơi. Tía ơi, con về rồi nè Tía. Tía có chuyện gì Tía nói với con lẹ đi, thì con lên Sài Gòn nữa Tía ơi. Bay á, tao nói thiệt chứ bay á, bay mới về chưa có cái gì hết là bay đòi đi rồi. Tía, bây giờ Tía có chuyện gì Tía nói đại cho con nghe đi, con lên Sài Gòn mà cũng chuyện nữa. Bà đáng lý ra đó là Tía tính để mấy bữa nữa mới nói, mà thấy bay nôn quá nên tao nói luôn. Tía, cái chuyện gì Tía nói đi Tía. Tao sắp sửa Tía gả chồng cho Tía. Ôi không phải nói Tía sắp sửa Tía gả chồng cho bay rồi. Hả? Con thương Tía quá. Tía, con nói Tía nghe nè, Tía gả chồng cho con là đúng rồi. Con cũng lớn rồi. Tía gả con cho anh Lượm đúng không? Thằng Lượm nào hả con ha? Dạ anh Lượm con của Tám á Tía. Thằng Lượm con của con mẹ Tám sumo ha? Dạ. Còn đâu không bao giờ Tía mần xuôi với con mẹ Tám sumo. Mà tại sao? Bởi vì ngày xưa Tía yêu bả mà bả không yêu Tía. Nhưng mà Tía với con Tám đâu có lấy nhau đâu. Không lấy nhau tao mới ghét đó. Cái đó là bản năng sĩ diện của một người đàn ông. Nhưng mà con không lấy anh Lượm. Ê, con đừng lên cái đi vô nhà đi, giặt tới rồi, giặt tới rồi. Giặt đâu, cô Tám mà tía. Hồi nãy tía mới nói với bay sao? Hiểu Miêu này ghét. Thì đó, đi vô đi. Con chỉ lấy anh lượm thôi. Lượm cái gì? À, bay lo á, mà lượm củi cho tía đi nghe. Anh sao bệnh rồi? Anh sao? Tôi qua đây tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh sao? Anh sao? Tôi có chuyện muốn nói với anh sao? Tôi đứng bên đây nè. Anh làm gì vậy? Thấy cái tướng là biết không bao giờ tập thể dục. Người ta tập thể dục mà hỏi làm cái gì? Trời đất ơi, không biết mặt trời mọc mấy sao rồi, ở đây còn tập thể dục. Ôi má, sao má cứ kiếm chuyện với chú Sáu hoài vậy? Mày không thấy ông kiếm chuyện với tao trước hả? Nhà này nhà tôi nghe. Dạ con chào chú Sáu. Cảm ơn. Hai mẹ con bay khinh thường gia đình tao quá. Sợ nhà tao không có ghế hay sao phải đem ghế qua ngồi. Dạ không phải chú Sáu, tại má con đi ngựa nên phải đem cái ghế để leo lên con ngựa. Ha, cái cú thì tao quên nè. Ê, nhưng mà lần sau á, mày nói má mày đừng bao giờ đi chung với con ngựa. Nó lép vế tội nghiệp nó lắm. Đổi qua đi voi đi. Trời đất ơi, mày thấy chưa, tao nói là đi về. Ôi má ngồi xuống đi má. Ây da. Ui da. À, trời đất ơi, hôi của, hôi của. Không lẽ gì vậy? Ê, tôi hôi củi. À, trời ơi, à, Mót ơi, Mót, khỏi lấy củi cho tía nghe. Trời đất ơi, tao nói nhưng mà qua đây còn hư ghế nè, đi về. Trời má ơi, má gì cháu nội của má đi má. Cháu nội cái gì? Gì cháu nội đó. Vô. Anh Sáu, anh cho phép tôi ngồi đi nói chuyện với anh nha anh Sáu. Đứng lên. Cái ghế này nó ngắn mở lắm. Nó ăn xương quen rồi cô. Anh Sáu, tôi qua đây á, tôi đường đột qua đây mà không báo anh trước á, là tôi sai, tôi xin lỗi. Nhưng mà tại vì thằng lượm con tôi nó thương con Mót con anh quá, cho nên tôi thương thằng lượm con tôi nên tôi muốn lấy anh về cho tôi. Không có, tôi muốn lấy con Mót con anh về cho lượm con tôi. Bởi vậy á, hai gia đình mình bỏ qua chuyện cũ rồi chúng ta tính chuyện xui vẻ nhau nha anh. Tôi nói thiệt với bà luôn á, bà ghê thiệt. Bà vô cái bà phá hết nguyên cái gia can nhà tôi luôn. Cũng hên á, cũng hên là cái bàn này của tôi nó là bàn gỗ á. Tôi xin lỗi anh. Bà nội nó, cái này là gỗ thường rồi. Anh Sáu ơi, tôi xin lỗi anh là tại vì tôi lỡ tôi phá hư hết đồ đạc nhà anh. Không mấy giờ anh cho con Mót lấy thằng lượm con tôi đi, tôi về tôi đền bù lại hết cho anh nha anh Sáu. Tôi nói cho bà nghe, tôi sẽ không bao giờ mần xuôi với bà. Bởi vì tôi rất hận chồng bà. Chồng của bà đó đã bỏ bê con Lim, em gái sinh đôi của tôi. Anh đừng có bịa đặt chuyện tầm bậy đó nha. Không bao giờ có chuyện đó. Không, cái chuyện này là thiệt đó má. Có thiệt hồi nào? Ôi ba kể cho con cái lúc mà ba còn hấp hối á. Sao mày không kể cho má nghe? Ba sợ má bị tổn thương. Trời. Nếu như mày biết câu chuyện đó thì tao với mày sẽ kể lại cho bà nghe, để cho bà tổn thương chơi. Chuẩn bị tổn thương nha gái. À, ông Sáu, ông Sáu. Trời đất ơi, cái gì xảy ra vậy nè? Vậy là mối tình đầu của tôi là ba thằng lượm. Nhưng mà mối tình đầu của ba thằng lượm không phải là tôi, mà lại là một người con gái khác sao? Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành nắng, đường chỉ bơ đê lỗ xưa kỷ niệm thiết tha, lòng nàng sao lưu luyến quán hẹn hò một Lim. Anh đã Lim, anh đã Lim. Em đợi anh có lâu không? Dạ không lâu đâu anh, mới có 1 tiếng rưỡi à. Không sao, em vẫn đợi được mà. Không phải, em thông cảm cho anh. Tại anh có cái công chuyện rất là quan trọng nên anh phải giải quyết, rồi anh mới qua đây kiếm em nè. Chuyện gì? Chuyện gì mà còn quan trọng hơn cả em nữa? Anh tấm heo. Em với con heo hai đứa nó bằng nhau sao? Để mà ăn nói gì kỳ quá vậy? Đi so sánh con người với con heo. Con heo á nuôi lấy thịt được, còn em á cho ăn ngập mặt đó, không chấm mút được một tí gì hết. Lim, giận anh hả? Anh mới là người giận em chứ không phải em là người giận anh đâu. Hôm qua anh đợi em dưới gốc đa mà sao em không có ra? Anh đừng có xạo nha, ngày hôm qua tôi cũng đứng đợi anh ở gốc cây đa mà cũng đâu có thấy anh ra. Em đợi lúc mấy giờ? Em đợi anh từ 8 giờ sáng tới 7 giờ tối. Trời ơi, vậy mà tôi đợi từ 8 giờ tối tới 7 giờ sáng trời. Anh ra đây á, là anh có cái chuyện này muốn nói với em nè. Không không, anh đừng nói. Em nhìn biểu hiện trên gương mặt của anh là biết chắc chắn anh sẽ kể cho em nghe một chuyện vui rồi. Đừng nói để em đoán nha. Chắc chắn anh ta sẽ cầu hôn với mình. Sau đây, anh ta sẽ làm động tác chỉnh chu quần áo. Rồi anh ta sẽ thở dồn dập để lấy bình tĩnh. Và anh ta lấy can đảm nói với mình rằng chia tay đi. Trời đất ơi, sao chưa vui bao lâu mà vô bi kịch nhanh vậy? Lim à, ngày mai anh lên Sài Gòn anh học rồi, tụi mình phải tạm chia tay một thời gian. Nhưng mà trước khi anh đi á, em nhớ... Em biết rồi, anh đi đi, em sẽ nhớ giữ gìn sức khỏe. Không phải, trả anh 6.000 tiền chè. Nó đòi tiền thẳng vô trong mặt luôn kìa. Được rồi, anh không giả đâu nữa. Bây giờ nè, anh chuẩn bị đi rồi, em có gì muốn nói với anh không? Anh Đạt, anh lên Sài Gòn, lỡ anh phải lòng với cô gái nào thì sao? Thì cưới chứ biết sao giờ, trời cho mà. Ê Đạt, cơ thể tao bắt đầu chuyển qua chế độ lên máu rồi đó. Không có phải, ý anh á là trời cho anh có em nên anh phải thương yêu em, hiểu không? Em không tin anh luôn hả? Trời đất ơi, tin cái gì? Bồ bịch với nhau mà 365 ngày mới gặp được một lần. Còn 364 ngày còn lại, 4 ngày anh chơi game, 60 ngày anh đi tắm, 300 ngày còn lại anh để dành anh ngủ. Mang tiếng là có gấu, nhưng mà là gấu ngủ đông. Thôi được rồi, bây giờ nè anh cho em một điều kiện, em nói đi. Được, anh có thể nào cho em luôn 6 tiền chè, em đợi anh có được không? Được, được, cảm ơn em. Mày lầy quá Lim à, có 6 nào mày cũng xin là sao? Bây giờ không nói nhiều nữa, anh đi. Anh Đạt thì anh cứ đi đi, hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ hạnh phúc ra sao, yêu thương nhưng nào chỉ thêm thời gian lãng phí. Thì anh cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi, về đâu khi ta đã lát mất nhau. Anh nên lên Sài Gòn đi học đi. Không nói nhiều nữa, tôi đi đây. Anh đã... Sau cái lời tạm biệt đó, em gái của tôi nó hát bài anh cứ đi đi. Tưởng là nó đi luôn rồi, ai dè 7 năm sau nó còn quay ngược trở lại đây nữa. Lúc đó thì em gái của tôi đang có mặt ở trong chùa. Thưa thí chủ, thời buổi này là năm 2016 rồi, tại sao có chuông điện tử không bấm giật dây chi cho mỏi tai vậy? Đợi chút xíu, tôi sẽ ra ngay. Lim! Không, tôi không phải là Lim. Lim! Tôi là Liệm. Lim! Cho dù em có biến thành gió, anh vẫn nhận ra em mà Lim. Bây giờ anh về đây, anh muốn nói cái gì với tôi, anh nói lẹ đi. Anh muốn cưới em. Không được đâu. Tại sao? Em đã nói không được mà. Nhưng mà tại sao? Có cơ anh có thấy cô dâu nào mà áo sa rê mà đầu trọc không? Không được, cái này anh phải tính lại. À không, anh không thể nào cưới em được. Anh sẽ đi cưới con tám mụ xâm mô, nó giàu hơn em. Anh đi đi. Anh đã... bà nghe chưa? Chính vì cái điều đó mà tôi mang hận chồng bà, không bao giờ tôi mần xuôi với bà. Nhưng mà đó là chuyện của chồng tôi với lại con em ông. Còn bây giờ thì ông phải, thì bây giờ ông muốn xóa bỏ hiềm khích tiệm, giờ ông cho con Mót lấy thằng Lượm đi. Dạ đúng rồi. Bà lộn người rồi. Bà biết bà đang đứng nói chuyện với ai không Tám? Sáu Bảnh. Phải, tôi là Sáu Bảnh. Một lời Sáu Bảnh nói ra như đinh đóng cột, coi chừng nào cột mục nó mới xúc đinh. Trời đất ơi, vậy biết khi nào cột nó mới một? Có gì từ từ nói. Vậy sao vậy? Băng rôn treo cái gì? Có sự tham gia của nghệ sĩ Hoài Linh. Hoài Linh đâu? Bà con bình tĩnh nghe tôi nói nè, tôi không có lừa gạt gì bà con hết, tại bà con đọc không có kỹ. Tôi ghi rõ ràng còn mấy chữ ở dưới đây nè, với sự tham gia của bản sao nghệ sĩ Hoài Linh. Trời ơi, vậy không chịu lừa đảo hả? Còn gì nữa? Lừa đảo rồi. Ê, bình tĩnh đi, không phải đâu, không có đánh tôi già cả đâu. Đứng ra. Dạ. Nè. Dạ. Nè, tao nói mày nghe nha, lần này á người ta đánh mày ít á, lần sau người ta đánh mày chết. Không những vậy á, người ta còn đốt luôn cái đàn này đó. Nghe chưa mày? Dạ. Nghe chưa mày? Dạ. Đi về. Hả? Dũng, con có sao không con? Mẹ, sao mẹ không ở nhà đi? Mẹ ra đây mẹ kiếm con làm cái gì vậy? Cái số tiền này nè, mẹ cứ cất đi, về nhà mẹ dưỡng bệnh nha, lo cho mấy em nữa. Con phải tiếp tục đi theo ông Bầu nha mẹ. Sao mẹ lấy tiền được của con bị đánh vậy hả? Con có đau không? Mẹ yên tâm đi, con không có đau. Mà mẹ đau. Dũng à, đi vô dọn dẹp đồ rồi về quê với mẹ. Mẹ kiếm việc cho con rồi, đi nghe lời mẹ nghe. Mẹ đi ơi. Con hả? Nhưng mà cái đó là đam mê của con. Ngoài cái nghề này ra, con không biết mình phải làm bất cứ một cái nghề nào khác nữa hết. Dũng, sao con không nghe lời mẹ hả? Ba của con theo cái nghề này, ba của con khổ biết bao nhiêu rồi. Sao mẹ nhìn con theo nghề này để khổ như ba con hả Dũng? Hiệp của con phải chịu trách nhiệm. Chỉ cần con được đứng trên sân khấu là con rất hạnh phúc. Mặc dù con phải làm một cái bóng của người khác. Dũng à, con còn trẻ, con thần tượng ai á, con làm giống họ, điều đó không có gì sai hết con. Cái sai của con á là lấy cái điều đó ra để lừa gạt khán giả. Điều đó là sai con à. Mẹ sinh ra con, mẹ muốn con á, bất kể làm cái nghề gì, con cũng phải là chính con. Con hiểu không Dũng? Đúng rồi Dũng. Gom đồ đi bến khác hát. Cái bến này hát không được nữa rồi, người ta đánh dữ quá, hát rồi người ta đánh chết luôn đó. Đi. Ông Bầu à, nếu mà con đi bến khác á, con nghĩ mình hãy làm nghệ thuật chân chính đi. Đừng bao giờ bắt chước một cái tên nào hết. Mình làm nghệ thuật chân chính được mà ông Bầu, làm bằng khả năng của mình đi ông Bầu. Chú biết rồi, sở dĩ mà chú làm như vậy á là chú muốn có tiền để lo cho cuộc sống mấy anh em trong đoàn mình. Nhưng bây giờ chú mới biết chú làm như vậy là sai rồi. Yên tâm, chú hứa với mấy đứa, bắt đầu ngày mai chú sẽ cho tụi con làm chính tụi con. Bắt đầu ngày mai gánh hát mình sẽ làm lại từ đầu. Thiệt không Màu? Mẹ, mẹ yên tâm đi, mẹ tin con đi. Rồi sẽ có một ngày mẹ sẽ thấy con đứng trên sân khấu với cái tên Tuấn Dũng. Mẹ, người ơi kiếp thầm nhã tơ cho đời, nặng mang nỗi niềm riêng lờ làng giấc mơ kiếm tiền. Rồi khi mang nhung sân khấu khép về bóng đêm, trả hết yêu thương lời ca thoáng trên đầu môi. Xót xa thân mình sao còn nhiều bao cay đắng, khá chi cũng đàn tơ chung phim là tình xa. Mẹ yên tâm, con hứa với mẹ con sẽ chứng minh được mà. Nghiệp cầm cá mãi còn hãn nhân cho đời, nhịp tim với lời ca giao hòa gửi trao cho người. Rất là xao xuyến mà trong này nó có đủ thứ hết, mà ít có ai mà giả gái mà xấu như Dũng vậy. Xấu mà xấu đặc biệt luôn á, mà sao thằng đó nó thương được tao không biết sao nữa. Thấy con diễn như thế, nhìn qua Diệp Tiên mới thấy là cái lòng con của người nghệ sĩ nó là như thế. Má phải nói là má rất là cảm động. Em không lạm dụng thần tượng, em không cố gắng bắt chước anh Hoài Linh ở mọi góc độ hát, ca, múa, nhảy với cái tài năng của em mà qua các dòng thi chị theo dõi. Nhưng mà em không lạm dụng cái đó, và cả Diệp Tiên khi dựng cũng không lạm dụng cái đó luôn. Cho nên chị xem chị rất thích, rất là cảm ơn em. Xin cảm ơn nghệ sĩ Kiều Anh. Anh rất là hạnh phúc. Cảm ơn bé Đâm Thư trước. Tại trước khi mà làm cái tiểu phẩm này phải điện thoại xin anh Linh trước. Sau khi bé Thư điện xong thì anh Linh đã ok cho Dũng diễn cái trích đoạn này. Thật sự là tập sửa rất là nhiều, sửa nhiều lắm luôn. Nãy trước khi ra anh cũng phải sửa nữa, nhưng mà cuối cùng mình có được một sản phẩm hoàn chỉnh vậy. Anh cảm thấy rất mừng cho công sức của tất cả anh em mình. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần dự thi của thí sinh Tuấn Dũng, và hy vọng rằng tất cả quý vị hãy nhắn tin và bình chọn cho Tuấn Dũng theo cú pháp CXV khoảng cách 08 và gửi về tổng đài 8234. Nào đến đây nào, bánh trà của Thượng Bảo Châu. Đi loanh quanh mệt mỏi dạ giờ hãy đến ủng hộ em thật lâu. Hương trà thơm ngát đang mời chào các bạn đến thưởng thức ngay nào. Ông chủ vui vẻ hòa đồng cùng niềm đam mê nghệ thuật đến cháy bỏng. Ủng hộ Bảo Châu nhá. Hàng quán bên ven đường, cái chất bình dân đến lạ thường, nhưng khi xơi qua chẳng thể nào quên được. Cùng ngồi quây quần 3-4 ghế nhựa bên cạnh những ly trà đá. Thêm tí gió tí chanh, buổi chiều hôm nay thấy sao đậm đà. Đang đến quán trà Bảo Châu ngồi cùng nhau. Trà gì cũng có, ăn vặt có luôn. Đẹp trai hay đẹp gái cũng đều đến đây và thưởng thức, cùng nhau kết nối trái tim và đưa mọi người lại gần nhau hơn. Nào 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 nào, mau đến đây. Cha 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 cha, không qua đi. Đừng 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 đừng, đừng quên nha. Cha 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 cha. Bảo Châu. Dạ, chào mừng toàn thể quý khách đã có mặt tại Đầu Thai Quán. Kính thưa quý vị, quán của em chỉ kinh doanh một loại thức uống duy nhất, đó chính là trà. Trà của em là một loại trà ngon nhất Việt Nam, ngon lớn sang châu Á, ngon lan tỏa châu Âu, ngon rạng rỡ địa cầu, ngon quên sầu năm châu bốn bể, ngon ế chề khắp hành tinh, ngon rung rinh giải ngân hà, ngon đậm đà nhất chương trình Cười Xuyên Việt là em đó. À không, em lộn, là quán của em. Nào mọi người Trời ơi, còn chần chờ gì nữa, hãy tới ủng hộ quán em đi nào. Trời ơi trời, sáng giờ rau muống banh cái gần cổ, từ hai cái gần cổ đi xuống hai lá phổi, vòng ngược qua hai lá lách đi thẳng xuống đường tiết niệu, trở ngược lên cái gần cổ, bị viêm amida luôn. Cũng không ai uống được một giọt trà, mà phải chỉ là trà của em dở đi, rất ngon. Trà của em là có từ cái đời mà bà cố ngoại của em, còn tới đời của ngoại em với lại đời của mẹ em hả, quán lúc nào cũng nườm nượp khách. Còn tới đời của em ế mút mùa Lệ Thủy luôn. Trời, ông ơi, con cầu ông trời, cầu ông thần tài thổ địa đất đai, ngày hôm nay cho con có một vị khách thôi, chỉ cần một vị thôi. Con hứa với các ông, con sẽ chiều vị khách đó từ A tới Z, muốn gì con cũng chiều. Thượng Bảo Châu nói là làm. Ông ơi, phù hộ con đi ông ơi, con xin ông mà, phù hộ con đi thần tài thổ. Wow, thật là linh dị. Anh ơi, em là ai vậy? Dạ em bán vé số. Em bán vé số hả? Dạ. Tới đây làm cái gì? Dạ em đến đây uống nước. Uống nước? Dạ. Ngồi xuống nói chuyện. Sao anh? Mày xạo. Sao anh quánh em? Nè, tao để ý mày cả tháng trời nay, mày vòng vòng ở cái quán tao mày làm cái gì? Em đến đây em uống nước. Uống nước có tiền không mà uống? Nè nè, ngày hôm qua ế hai tờ vé số trúng 200 ngàn. Nhiều dữ vậy? Mời em vô quán anh. Dạ. Chọn món đi cưng. Anh mở tivi lên coi sao buồn quá vậy? Cúp cáp rồi. Sao kỳ vậy? Vậy còn không mở mạng nghe nhạc đi? Cúp nét luôn rồi. Có gì kỳ vậy? Trời ơi, nổ bình điện luôn rồi. Trời ơi, cúp điện luôn rồi em ơi. Trời ơi, hỏi đi. Tự nhiên cái quán anh cái gì cũng không có, hồi để anh đi qua quán khác. Em trời ơi, sao bỏ về vậy? Lên đây, lên đây. Sao vậy? Anh nói nghe nè, mặc dù quán anh cúp hết nhưng mà anh phục vụ em được. Anh hát cho em nghe nha. Anh hát em nghe hả? Anh hát em nghe. Thôi em đừng có hát, hồi nãy anh hát em nghe rồi. Bây giờ anh diễn hài em coi đi. Diễn hài? Dạ. Thôi em ơi. Sao vậy? Anh diễn hài không ai vô duyên lắm em ơi. Không, em thấy có duyên mà. Anh diễn ngoại em đi. Diễn ngoại em hả? Dạ. Thôi em ơi. Sao nữa vậy? Trời đất ơi, đang trẻ trung thì chỉ làm ngoại em em. Anh làm ngoại em được mà. Không được. Được. Không. Được. Đi. Được mà. Biên. Em về. Nhỏ. Anh làm ngoại em được. Anh làm ngoại em được hả? Anh làm ngoại em được. Anh làm ngoại em được. Mà ngoại em mất rồi. À, ngoại nè. Anh làm ngoại em được hả? Ngoại nè anh cái gì? Ngoại. Ngoại. Trời ơi nhớ mày quá. Ngoại. Bây giờ ngoại lên xe du lịch đi. Con chở ngoại đi chơi nha. Đi đâu? Lên đây, lên đây. Từ từ. Vô xe du lịch đi. Trời ơi tao ngoại mày đó. Ơi. Ngoại. Hả? Cài dây an toàn vô. Xích beo là xích beo rồi. Rồi sẵn sàng chưa? Lên đường. Lên đường. Ngoại ngoại. Hả? Con thèm uống trà sữa quá. Bây giờ con dẫn ngoại đi uống trà sữa hạt xương sáo nha. Thôi đừng có uống cái đó. Sao vậy? Nhiều mũ cao su lắm. Sao ngoại biết? Ngày nào tao cũng làm. Trời ơi mày. Trời ơi ngày nào ngoại cũng thấy nó trên tivi trơn trọi á. Ngoại biết chế biến mấy cái vụ đó không ngoại? Gì vậy ngoại? Mày đừng có hỏi nữa nghe. Sao vậy? Tao có võ à. Ủa ngoại, ai dạy võ cho ngoại vậy? Sư phụ tao. Sư phụ ngoại là ai? Bà Sáu Việt Hương. À vậy hả? Ủa ngoại con nói ngoại nghe nè. Rồi bây giờ sư phụ ngoại đâu rồi? Ủa sao vậy ngoại? Sao nữa vậy ngoại? Bà ở đâu ngoại? Bà ở bên trời Tây. À bà đi nước ngoài rồi hả? Tây Ninh. Thôi nghỉ đi. Em, anh làm ngoại em được không? Không. Trời đất ơi không được luôn. Thôi bây giờ anh diễn mẹ em đi. Cái gì vậy em? Hồi nãy làm ngoại em rồi mà sao giờ làm mẹ em? Làm được mà. Không làm được. Làm được mà. Sao mày làm khó tao quá vậy? Được. Mày lì thiệt luôn á. Không, mình làm được mà. Mẹ. Không. Mẹ. Lấy tiền ra mà hù dọa hả? Biến. Vậy thôi em về. Về. Con trai của mẹ. mẹ biết không, từ nhỏ tới lớn á con thèm uống trà sữa lắm. Mẹ bán con một ly trà sữa hạt trân châu đi. Thôi ngủ đi, mẹ không có mua nhớt cho con được. Ủa tự nhiên uống trà sữa có mua nhớt chi vậy mẹ? Trời đất ơi, mua nhớt để làm trân châu chứ để làm cái gì hả? Bé khấu khỉnh à, trời ơi trời. Ngủ đi nè, ngày mai mẹ lấy xe mẹ mua cho con uống nha. Dạ. Rồi mẹ, cái chuyện cổ tích dân gian nha. Rồi cổ tích dân gian. Ngày xưa mẹ anh hai ngồi ở đây nữa nè. Thằng hai ngồi nghe mẹ kể chuyện nha con. Dạ. Ngày xưa mẹ có bà ngồi đây nữa. Anh yêu ngồi kế bên em nghe em kể chuyện nha anh. Mẹ có ông bà nội ngồi đây nữa nè. Ba má chồng ngồi nghe con kể chuyện nha ba má chồng. Mẹ có ông bà ngoại ngồi đây nữa. Ba má đẻ con cực khổ ngồi nghe con tâm sự nha ba má. Mẹ có cô đây. Mày lê lịa cái miệng của mày. Mày là con tao, mày ngồi vô thì mày ngủ đi. Mày không ngủ, cái miệng mày tê lia. Tao đâu phải là làm dâu trăm họ, đâu phải là cô dâu 8 tuổi đâu. Ê, cái thằng dở hơi sơ chuối bán muối cuối đường bán được trước ngõ là mày đó. Tao một cái mày gãy họng mày tin không? Nè, em là khách đó nha. Khách gì? Nè, tao nói cho mày biết, khách chẳng qua là một vị xẹt ngang qua cuộc đời của tao thôi. Nhưng mà hồi nãy chính miệng anh nói vị khách nào đầu tiên vô quán này á, anh sẽ phục vụ từ A tới Z. Vậy mà em vô quán anh là phục vụ mà anh quánh em vậy á hả? Trời ơi, con trai của mẹ thằng phục vụ nào đánh con, nói cho mẹ biết, mẹ sẽ tới đó, mẹ sẽ kiếm chuyện với nó, mẹ sẽ hỏi cho ra lẽ, nhà nó ở đâu, quê quán nó ở đâu, thành phố nào, quận nào, huyện nào, nói thôi đó. Trời ơi! Anh ơi, anh có sao không anh? Trời ơi! Thôi khỏi đi! Wow quá! Dạ. Em ơi em, anh nói nghe nè, anh làm mẹ em được không? Không. Thôi anh mệt em quá à. Hồi nãy làm ngoại em cũng không được, bây giờ làm mẹ em cũng không được. Đây nè, cái menu nè, uống cái gì, chọn món đi cha. Uống trà sữa. Em uống trà sữa. Đợi anh một chút nha. Dạ anh ơi, em khát nước quá à. Rồi ha. Trà sữa, trân châu, xương sáo phô mai hân hạnh được phục vụ em. Dạ, cảm ơn anh. Khoan, đặt cái ly xuống. Lỡ trong ly có độc thì sao? Thật ra nó không có độc. Anh nói nghe nè, không phải là anh không cho em uống. Em phải khuấy đều nó lên, hiểu không? Cho nó sủi bọt lên, nó béo, nó ngon. Em uống nó mới đậm đà chứ đâu phải là anh không cho em uống đâu. Dạ. Em tên gì nè cưng? Dạ em tên Châu. Châu. Ơi làm gì vậy? Ủa em không biết gì hết hả? Không. Trời đất ơi bây giờ là mod đó em. Sao anh? Bây giờ người ta mua trà sữa để được ghi tên của mình lên trà sữa. Em hiểu không? Mà thôi đi. Mà nè, cái chất lượng sữa bên trong ngon hay dở kệ nó, chủ yếu là được có cái tên của mình trên bình trà sữa mà thôi. Mời em. Anh ơi hả? Cho em miếng đá đi. Khách hàng là thượng đế, đợi anh một chút. Dạ. Anh ơi, trời ơi, cái gì vậy em? Em bị sao vậy? Anh ơi, tự nhiên em đang uống ly trà sữa vậy. Em ơi, trong đó có gì mà làm em khó thở quá. Đâu có gì ngoài một chút ngũ cao su với lại một chút nhớt. Hả? Trời ơi, thằng Tư này, bữa hổm tao đã nói rồi, bán nhớt gì mà để 2-3 người hả? Người ta bị ngộ độc thực phẩm. Bây giờ tới lượt thằng này. Trời đất ơi, em ơi bình tĩnh. Anh đưa em đi cấp cứu. Em ơi. Đi. Ui da, đau. Ủa, em khỏe rồi hả? Làm sao mà tôi dễ bị anh dụ như vậy chứ? Tôi xin được trân trọng giới thiệu cho anh biết, tôi là thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Hả? Cả tháng nay tôi điều tra về quán của anh. Quán của anh bán mua những chất độc hại để về làm những ly trà sữa này bán cho tất cả mọi người. Nhưng mà anh ơi, anh có bằng chứng không? Anh có bằng chứng không mà nói em chứ? Bằng chứng thứ nhất, tôi sẽ đem ly trà sữa này về để xét nghiệm. Bằng chứng thứ hai, tôi có tất cả những đơn tố cáo của những người uống trà sữa của anh và bị ngộ độc và nhập trong bệnh viện kìa. Dạ anh ơi, em nói anh nghe. Thật ra là mấy cái người mà thưa kiện em á, họ là đối thủ của quán em. Họ biết quán em đã là quán gia truyền, cho nên họ ghen ăn tức ở. Anh xem xét giúp em nha. Lấy ra. Nhanh. Tôi nói cho anh biết, đúng là quán của anh là quán gia truyền. 3 đời gia đình anh bán rất đông khách. Bởi vì sao? Bởi vì họ bán rất có tâm. Còn riêng anh anh mở quán trà sữa ra, anh mua các chất độc hại để về làm những ly trà sữa, rồi học sinh nó uống, nó ngộ độc, nó nhập viện. Chưa kể, rồi anh lỡ đi con anh uống ly trà sữa này ngộ độc, rồi anh nghĩ như thế nào? Hả? Tôi nói cho anh biết, làm cái nghề này á thì phải có tâm với nghề, có tâm với tất cả mọi người thì anh mới đem về cái tầm mà gia đình anh đã để lại. Anh hiểu chứ? Có tâm với nghề thì mới đạt được cái tầm. Còn cái tầm mình đang có là tầm 7. Anh ơi, anh ơi, em biết lỗi của em rồi. Em xin lỗi anh tha lỗi cho em nha anh. Anh biết lỗi như vậy á thì tốt. Dạ. Còn bây giờ sai phạm thì phải bị phạt. Theo tôi về phường. Anh ơi, anh ơi, mau đến đây. Cha 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 cha. Không có đi. Đừng 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 đừng. Đừng quên nha. Cha 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 cha. Ai ơi ai có đi qua hay lại đây xây dựng em một chút trà. Trà nào trà nấy em thơm thật thơm, ai sẽ qua sẽ nhớ hoài nè. Ai 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 ai. Sợ nhanh đi đừng tiếc tiền. Ai 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 ai. Sợ nhanh đi ôi dồi ôi sợ em đi. Sơi trà đi em cho sơi đã đời. Loa đây. Có chăng? Trời đất ơi, tôi mới giỡn thôi đó. Đi ra đây. Sắp tới giờ tới lễ cho chằn, đêm qua do nhà họ Lý đảm nhiệm. Ai có việc thì làm cho lẹ, ai không có việc thì về nhà sớm. Nhớ khóa cửa tắt đèn, đóng đèn đi ngủ. Còn ai đang ngồi coi kịch thì ngồi đó mà coi, nhớ vỗ tay. Dạ. Trời ơi, mỗi năm nha là làng mình phải cử một người đi canh miếu chằn. Nói canh vậy thôi chứ thực ra là cho con chằn ăn thịt. Tôi nghĩ là đợt này con bà Lý chết chắc. Chết rồi chứ chết chắc cái gì nữa. Mà rốt cuộc là nhà họ Lý nào? Trời ơi, nhà họ Lý là nhà của hai mẹ con bán rượu lậu đó. Lý Thông. Ê! Vào đi buôn rượu tiếp đi. Hey, Thông xin chào cả nhà. Hôm nay Thông xin giới thiệu với cả nhà rượu gia truyền nhà Lý Thông như thế này đây. Hey, cả nhà chỉ cần mỗi ngày uống vào một lóng tay như thế này đây. Làm giới uống vào thì cường dương bổ khỏe, mà lứa giới uống vào sức khỏe chàng chê. Uống một giọt xinh đẹp đầm thấm, hai giọt ai cũng ngắm nhìn. Yeah, nè. Trời ơi, uống rượu mà làm như là xài kem trộn, uống cái đẹp liền trời. Cái coi bán kem sọ bất lộn sọ nha. Tao nói cho mày biết, mày biết 1 mà không biết 2, biết 3 mà không biết 4, biết 5 mà không biết 6, biết 7 mà không biết 8, biết 9 mà không biết 10, biết người mà không biết ta, biết xa mà không biết gần, biết mình mà không biết hưởng, ngu không thể tưởng. Thôi đừng có chửi nó, trời tiền ăn còn không có nữa đó đâu, tiền mua rượu uống. Còn mày nữa, thế mày không nghe người ta nói à? Rượu từ gạo mà ra, ta đây uống rượu như là ăn cơm. Thôi đi anh ơi, trời, rượu nhà anh là rượu pha xăng, pha dầu, rượu gì đâu mà. Mày, thôi, dẫn tao đi làm kim đi mau. Trời ơi, tao nói cho mày biết nha. Mày đồng với ai được chứ đừng đồng với rượu nhà tao nha. Ê mày ơi, sao Lý Thông nó hung dữ quá vậy? Trời, mày chưa gặp mẹ nó đó, gặp mẹ nó mẹ dữ hơn á trời. Đây, này, tao cấm nha, cấm nhắc tới mẹ của tao. Bà ấy chưa thác mà thiêng lắm. Ai vừa nhắc đến em đây? Ôi ra đâu kìa. Dạ mẹ à. Vâng, lần đầu tiên mẹ của Lý Thông xin gửi lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất đến tất cả bà con có mặt hôm nay ạ. Ôi con của mẹ. Mẹ của con. Hôm nay con xinh quá. Hôm nay mẹ đẹp quá. Hôm nay con xinh ghê. Hôm nay mẹ xinh ghê. Hôm nay con đẹp thật. Hôm nay mẹ đẹp thật. Ôi mai luôn á. Chị bảo mai con vẫn đẹp. Tới mai mẹ vẫn xinh. Hết cợt. Hết kịch mẹ con ta vẫn xinh. Mẹ con ta đẹp trường tồn. Ê, tôi nhớ là mẹ Thạch Sanh phải già xấu lắm mà sao bà này còn trẻ quá kìa. Eo ơi, nhầm to nha. Ủa sao vậy? Mẹ tôi nhìn bề ngoài sáng láng mà nội thất trắng trường. Tấm nghi mà. Thôi rồi. Con ạ, sao trước mặt nhiều người con dìm mẹ thế con? Eo ơi, mẹ điều vừa thôi. Thân hình mẹ như thế, làm sao con dìm cho được. Ra đây. Dạ con ạ. Anh chị thấy đấy, con em xinh thế đấy, đẹp thế đấy. Chứ mà phải giật sập hết cái mặt của nó xây lại đấy, mới được như thế. Trời ơi, bởi vì tôi nghi lắm mà. Mấy cái người đóng vai ác á, là phải xấu dữ lắm. Lý Thông này nó đi sửa, bởi vì nó mới đẹp được. Nói đâu, nói đâu tao ác. Mày đố kỵ à? Mày, mẹ ơi ra số ký này. Có con đây. Rất hân hạnh được đón tiếp. Có luôn hả? Có. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Chào con. Rất hân hạnh được đón tiếp mẹ Lý Thông. Chiều cao 1m60 nhâm, nặng 201kg, thân hình hơi thừa cân một tí. Này! Cái chị Google kia, mày có tin tao tát một phát là mày tan nát không hả? Ai thừa cân? Em hơi nhầm một tí, mẹ Lý Thông thân hình như ý. À hi hi, đồ. Đồ gì? Như ý. Ai đấy, là thế mới được. Tao chấp hết tụi mày đấy. Không lẽ mình lên đi, lên đi. Một con làm chẳng nên non, ba con chụp lại vẫn còn thiếu cân. Trời trời, cái con gì đó mà. Trời định đó mày. Này mày nói cho tụi nó biết đi. Không nịnh bị đập sau. À hi hi, đồ ngốc. Ôi em. Đặt vào đi mẹ. Ủa anh ơi, em nghe nói là sắp tới đây á, gia đình anh đi canh miếu Chằn á. Sao giờ này anh còn ở đây vậy? Tao nói cho mày biết nhá, ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ. Chuyện đấy là mẹ con tao tự giải quyết. Thắng ngay cho bố nhau. Cút. Đây. Việc mẹ bảo mày, mày làm đến đâu rồi? Em ơi, con làm hết rồi mẹ. Một tay con lo đấy. Thằng Thạch Sanh, mặt nó thông minh, ôi em ơi, mặt nó đẹp này, nhưng mà nó đần mẹ. Con nói một câu là nó làm phăng phắc. Không tin à? Không. Thạch Sanh. Dạ. Ê, người rồi. Mày giết anh à mày à? Dạ em đang chạy ủi. Không sao, không sao. Này. Nói thật với em nhá, là hôm nay là đến phiên nhà chúng ta là canh miếu Chằn. Nhưng mà anh phải bận đi giao rượu gia truyền nhà Lý Thông như thế này đây, cho nên không có đi canh được. Em thay anh nhá. Anh mà không đi giao rượu á, là không có tiền mà lo than thuốc cho mẹ già đau ốm đấy mẹ. Đấy, ốm lặng lắm em ạ. Em ơi giúp anh nhá. Dạ vậy thì anh cứ ở nhà đi, để em đi canh miếu Chằn cho. Anh nhớ lo cho mẹ nha. Như thế thì tốt quá. Dạ. Em đi đi em. Dạ em đi nha. Đi em. Thạch Sanh con. Dạ. Trước khi đi, con cho mẹ ôm con một cái nào. Dạ được. Ôi. Mẹ ơi. Ôi. Ở nhà giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Đi đi em ơi, đi đi em ơi. Con đi nha mẹ. Con đi nha. Mẹ con đi. Em đi nha anh. Đi đi em. Ai đi đây nha, con Chằn nó đang chờ em đấy. Ôi trời ơi mẹ ơi. Thằng Thạch Sanh. Sao mẹ? Nó khôi ngô tuấn tú. Ôi Thạch Sanh ơi, Chàng chết với tôi à. Mẹ ơi mẹ. Con khỉ, con khỉ. Em ơi, người ta dùng cây nhát khỉ, mẹ tôi dùng cây chết luôn con khỉ. Ê, mẹ ơi nó vẫn còn ngáp ngáp này. Em ơi thôi mình chết luôn đi. Mẹ ơi, con nói cho mẹ nghe này. Thế đấy, mình già rồi, mình ước mơ cái gì cho nó đàng hoàng tí. Ước mơ gì ước mơ, lấy máy bay đi. Ô hay, biết sao mày già mà còn có ước mơ. Còn hơn mày. Còn thế nào? Thanh niên dai dáng mà chả có ước mơ nào. Ai bảo? Nói cho mẹ biết nha, con cũng có giấc mơ đấy. Khi nào? Đêm qua này, con vừa nằm mơ. Trong giấc mơ của con, eo ơi, con là một siêu anh hùng. Con vào hang Chằn, con giết Chằn, con cứu công chúa mẹ. Ô thế á? Nhưng mà con khi con vừa bước vào ấy, Cái điều con thấy đầu tiên là gì con? Là công chúa nhậu như một con điên. Cái gì vậy? Công chúa đâu? Công chúa đâu? Công chúa đâu? Ta nè. Công chúa đâu? Ta nè. Công chúa đâu? Ta nè. Lấy gì làm tin? Ta là công chúa. Ta tin rồi. Gì vậy? Thôi ta không về đâu. Ôi, này, tôi vào đây là cứu công chúa rồi không về là sao? Thôi ở đây vui hơn à. Ở hoàng cung á ta không có được bay nhảy. Ở đây ta tha hồ bay nhảy, tha hồ quậy phá. Eo ôi, con Chằn nó về đây nó môi ruột bây giờ. Chằn thương ta lắm. Ta muốn cái gì Chằn cũng mua cho ta hết á. Ở này, không khéo là ưng nó luôn đi. Rồi làm cái mâm cỗ đó là ra mắt quan viên hay họ. Chưa có chịu, ta chưa có chịu Chằn. Ô là sao? Tại vì á, ta vẫn chưa xác định được giới tính của Chằn. Nó là thế nào? Nó mơ hồ lắm. 246 á, thì nó là chàng trai năm ấy. Còn 357 á, thì nó là cô gái đến từ hôm qua. Thế còn chủ nhân? Lạc giới. Cuộc đời nó như ba cuốn phim buồn đấy à? Em ơi, thế là hoang mang quá. Hoang mang. Thế bây giờ mình làm như thế nào nhỉ? Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay chủ nhật. Em ơi, thế là lạc giới à? Ừ, làm sao? Ôi, Chằn về, Chằn về, Chằn về, làm sao suy nghĩ đi. Hôm nay là chủ nhật. Chủ nhật. Lạc giới. Lạc giới. Thân sau hồn bướm. Biết rồi. Sao? Đây đây. Bây giờ công chúa cho con mượn áo đi. Này, mượn áo hả? Rồi. Mọi chuyện cứ để thần lo nha. Công chúa, ta về rồi nè. Công chúa ơi, công chúa đâu rồi? Công chúa, rồi công chúa đó, trời ơi, cứu à. Cứu à. Cứu à. Hương làm thế hả? Tại ăn thịt tao luôn đi. Ta nhớ chứ bộ. Nhớ hả? Nhớ nhưng mà nhớ theo kiểu nào nè? Có hai đáp án. A. Chằn nhớ công chúa. B. Công chúa nhớ Chằn. Ê ê, ví dụ có đáp án C được không? Đáp án C là gì? Là Thí Dân nhớ Thí Kiều á. Ta chọn C. Trời biết ngay mà. Sao hôm nay cứ lấy cái tay che che cái mặt hoài vậy? Hôm nay em bị nổi mụn, em mắc tự tin. Ủa bị nổi mụn? Dạ. Bị nổi mụn là phải ăn trái cây mát. Ăn gì vậy Chằn? Sầu riêng nè, cái giải, nhãn. Còn cái nào mát hơn không? Món cuối cực mát. Món gì vậy? Lẩu Thái. Ai? Em không chịu hấp lẩu Thái đâu. Trời ơi, không chịu. Sao hôm nay cái tai của nàng to thế? Tai của em to để nghe giọng Chằn rõ hơn á. Tôi nói cánh tay đó bà. Không nói rõ gì hết trơn. Tay dài hả? Tay dài để người ta nựng Chằn á. Tôi nựng ta luôn hả? Trời ơi, dễ có nựng cái nữa nè. Anh nựng ta nữa thì trời. Nựng cái nữa nè. Anh nựng nữa luôn kìa. Nựng cái nữa nè. Anh nựng luôn kìa. Đâu như vậy? Cái con làm tới hả? Ăn thịt tao luôn đi. Xin lỗi mà. Xin lỗi mà. Sao hôm nay người nàng nghe mùi rượu? Thiếp pha rượu đi, đại Chằn á. Vậy hả? Đúng rồi. Rượu gì vậy? Người đâu lấy rượu? Rượu gì vậy? Dạ có hai loại rượu. Đó là rượu 92, cái rượu 95. Trời ơi, đâu có rượu nào. Rượu mà như xăng vậy. Trời, vậy đó nó mới mạnh mẽ. Rồi 92 là rượu gì? Rượu 92 là do ông Chính với bà Hai nấu á. Vậy là tao biết rồi. Rượu 95 là do ông Chính với bà Năm nấu nè. Bậy rồi. Rượu 95 là nấu năm 1995 á. Thôi bỏ nó qua luôn đi. Dạ. Ta muốn uống rượu. Dạ, uống cái nào nè? Ta muốn uống rượu pha nè. Trời ơi, mạnh dữ. Thôi được rồi, thích thì chiều. Rồi. Uống đi. Đã ông chàng, ta rất còn tỉnh. Quỷ à. Ê, tỉnh đây, tỉnh đây. Tỉnh dậy. Công chúa ơi, về về đi, về. Đứng lại Lý Thông. Dạ Lý Thông gì đâu đây. Đây cái công chúa làm cái Lý Thông. Ngươi tưởng qua mặt được ta hả? Ta bắt công chúa là để ngươi vô đây. Ta sẽ giết ngươi. Làm cái gì mà giết ta? Nhớ năm xưa ngươi bán rượu cho một người lái xe bò, mà ổng không uống, ổng cho con bò ổng uống. Thế là con bò sai, nó chạy với vận tốc 200 km/h, đã tông chết vợ của ta là Chằn Thị Tinh trên đường cao tốc. Eo ơi, thế vụ anh năm xưa là vợ của ngươi à? Đúng, hôm nay ngươi phải chết. Xem đây, các con xuất chiến. Lên đi. Đánh đi. Đánh nè, chạy. Đánh nó con, nhào vô. Đánh nó đủ rồi nè. Lên luôn. Đúng rồi. Lấy xong, cầm lấy. Trời ơi. Đừng mà trời ơi, xin tha mạng, xin Lý Thông tha mạng. Nếu như có giết xin hãy giết tôi đi, đừng làm hại các con của tôi. Này, tại sao ngươi không xin là ta tha mạng luôn? Giết cái gì? Tại vì Lý Thông ác, mà Lý Thông ác là phải giết. Eo ôi, cái này là xưa lắm rồi. Lý Thông bây giờ không còn là Lý Thông ngày xưa nữa. Lý Thông bây giờ xây cầu, đào đường, lắp giếng, ăn chay 1 tháng 15 ngày. Cho nên tao quyết định tha mạng cho ngươi và cắt con của ngươi. Nhưng ngươi phải trả công chúa lại cho ta. Dạ. Công chúa mau ra đây đi công chúa. Ba nè, Lý Thông. Công chúa. Giết Chằn được rồi hả? Ta thu phục được Chằn rồi. Ôi, bây giờ mình về cung thôi. Về cung thôi. Ê, các con đưa công chúa về cung. Ê, về cung thôi. Ta sẽ làm bò má. Thông ơi! Mẹ thấy con trong giấc mơ như thế nào? Thông ơi, trong giấc mơ con anh hùng lắm con ạ. Con dũng cảm lắm con ạ. Vâng. Con cứ như soái ca ấy. Bây giờ con sẽ đi thực hiện giấc mơ của mình. Con sẽ chém Chằn, con sẽ cứu công chúa, con sẽ là phò má. Con đi đây. Tôi giết được Chằn Tinh rồi. Bà con ơi, tôi giết được Chằn Tinh rồi. Giết được Chằn Tinh rồi. Hãy xem. Anh Lý Thông, em giết được Chằn Tinh rồi. Em đã cứu được công chúa. Vậy có nghĩa là em sẽ trở thành phò mã. Anh yên tâm đi. Khi mà em trở thành phò mã, em sẽ cố gắng lo cho cuộc sống của hai mẹ con và sẽ lo cho gia đình chúng ta tốt hơn. Anh, cầm giùm em. Bây giờ em phải lên kinh liền. Em đi nha. Con đi nha mẹ. Lý Thông, con vừa làm gì đây? Con giết. Nó đã giết chết giấc mơ của con. Con không cho ai làm điều đấy. Con, Lý Thông, mới chính là phò mã. Con mới chính là phò mã. Lý Thông, Lý Thông, Lý Thông. Nhưng cậu là Chằn thì sao? Chính nó. Nó là người đã nuôi con Chằn này. Nó phải đáng tội chết. Tôi, Lý Thông, chính thức sẽ làm phò mã. Xin chào mừng quý vị khán giả đang đến với trận bài CXV ngày hôm nay. Đêm nay chỉ một đêm duy nhất, tại sòng bạc CXV sẽ xảy ra trận chung kết giữa hai thần bài. Và bây giờ chúng ta hãy chào đón thần bài đến từ Macau, Đỗ Thánh. Và bây giờ chúng ta hãy nồng nhiệt chào đón đối thủ của Đỗ Thánh, Đỗ Gác. Đỗ Gác là một cái tên không còn xa lạ trong đô thị môi trường. Số tiền cược tối đa là 100 triệu đồng. Tôi đặt hết tới Đỗ Gác. Đi đâu vậy? Em đi lấy tiền anh ơi, nãy ra lo chào quá quên đem tiền rồi. Cắt. Trợ lý đâu? Dạ. Anh coi ai đang ngồi trong đoàn của tôi vậy? Diễn viên chính Nhật Quang của tôi đâu? Dạ anh thông cảm, anh Nhật Quang anh báo bận, anh quay không được. Báo bận thì cũng phải báo lịch cho tôi biết chứ. Dạ em sợ anh la em không dám báo. Bây giờ tôi la cậu nè. Mình kiếm người thế được mà nha. Diễn viên đóng thế hả? Dạ. Bây giờ tôi lỡ thuê máy hết rồi. Thôi nhanh đi. Dạ rồi. Ê! Lại đây Hiểu. Em hả? Anh, này được không anh? Cậu ta mới làm hư phim tôi đó. Không anh ơi, thằng này là con của cái bà nấu cơm cho đoàn mình. Được cái nó chăm chỉ lắm anh. Với lại á, em cho nó đóng mấy giây tí á. Em thấy nó đóng cũng được. Hay là mình cho nó đóng nha anh. Nhanh đi. Rồi. Bây giờ nha. Dạ. Không nói cái gì thì mày làm cái đó nghe chưa? Dạ. Rồi. Nè, cậu tên gì? Em tên Phú anh ơi. Bây giờ cái phân đoàn của anh cần như vậy. Nam chính sẽ bị chết đè. Chết đè. Đúng. Anh ơi, em chỉ nghe bóng đè chứ em chưa hiểu chết đè là chết sao luôn á. Chết đè có nghĩa là một cái cây nào đó sẽ đè lên nam diễn viên chính rồi chết vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Ok anh em làm được. Được đúng không? Dạ chắc chắn em làm được. Bây giờ tôi nói cậu nghe nè, cậu với việc nằm yên, không thoại, không tâm lý. Chắc chắn em sẽ làm được cái vai nè. Được đúng không? Dạ anh cho em cơ hội em vui rồi. Ok, thiết kế cho cây ra. Thiết kế ơi. Thiết kế cho cây. Nhanh. Trời đất ơi, cái cây nào cụ đâu? Hư rồi, lấy đại cây thiệt đi. Nhanh. Lấy nó nghe nè. Chờ chút xíu, kiếm chịu mà. Rồi cố gắng giúp anh nha. Camera sẵn sàng. À, máy chạy. Trợ lý thì vô em lặng xin cảm ơn. 3, 2, 1. Diễn. Anh, em chết nha. Chết. Cậu làm cái gì vậy? Em chết. Tôi đã dặn là không thoại mà cậu cho em chết đây là sao? Không, em phải nói cho người ta biết em chết chứ em cứ nằm em nhắm mắt mà cái cây nó đè vậy là người ta đâu có biết khung nào em chết đâu. Nè, không có cãi nha. Bây giờ quay được không? Không thoại, không tâm lý. Không thoại gì hả? Một lần ăn ngay. À dạ, một lần ăn ngay. Ok, không hỏi. Ok, không cãi anh. Chuẩn bị nhé. Dạ. Camera. Máy chạy. Trợ lý. Hiện trường cho em lặng xin cảm ơn. 3, 2, 1. Diễn. Làm cái gì nữa vậy? Anh ơi, cái khúc này em nói thiệt anh là đạo diễn, anh coi em không hiểu là sao anh làm đạo diễn luôn á. Anh thấy coi cái khúc cây nó to như vậy đè lên mà người ta chết liền không? Nhiều người ta còn hơi, người ta còn ca câu giọng cổ nhưng người ta mới chết. Ví dụ như vậy nè. Trời ơi, tôi chết ở nơi đây không phải vì dao đâm hay là súng bắn, mà tôi chết ở nơi đây là bởi cái gốc cây nó đè rồi người ta mới chết. Đó, vậy nè. Rồi, anh là đạo diễn, anh này hiểu tâm lý nhân vật. Ok, coi như là tôi sai. Nhưng lần này tôi nói là cậu không được thoại, cậu không được diễn, chỉ có nằm im thôi. Phân đoạn chỉ cần như vậy thôi, ok. Không được thoại hả? Nhớ chưa? Ok. Em nhớ, em nhớ anh. Ok, không hỏi. Dạ dạ ok, không cãi. Chuẩn bị. Camera máy chạy. Trợ lý thị trường Diễm Lặng xin cảm ơn. 3, 2, 1. Diễn. Đúng rồi. Đúng rồi. Hay lắm. Hay lắm Vũ ơi. Cố lên, cố lên. Chút xíu rồi thôi. Đúng là Vũ, đúng rồi. Cảnh đây nè, đó. Em diễn tiền lắm. Phải quay phong cách vô, phong cách vô. Ừ. Đó đó, đúng rồi. Đó đó, nó như phải dư vậy đó. Ừ. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Cắt good test, one more. Cái cảnh vừa rồi em quay được không ha? Tốt lắm, vừa rồi em quay rất tốt nha. Bây giờ giúp anh quay thêm một cảnh nữa. Dạ, em được diễn nữa. Em đóng nam chính luôn. Trời ơi, anh ơi, em được đóng nam chính rồi. Rồi, bây giờ cái vân đoàn này của anh á, em được diễn, em được xài tâm lý luôn. Em được xài tâm lý mà không được thoại, không được thoại. Nha, giúp anh. Nhưng mà em được xài tâm lý đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Cảnh đây là nam chính bị bắn chết. Anh ơi, không phải anh kiếm cái vai nào mà quần chúng cũng được, em chạy qua em chạy lại cũng được, nhưng mà anh đừng cho em chết nữa được không? Em ơi, đây là cơ hội của em được thế nam chính mà em. Nhưng mà em có được diễn đâu? Em được diễn, được xài tâm lý. Em được diễn, em dạ được. Nha, giúp anh nha. Dạ. Rồi bây giờ cái vân đoàn như vậy nè, khi mạnh hồ 3, 2, 1 diễn, tiếng súng nổ lên là em sẽ phun máu rồi em nằm gục ra. Em phun máu nằm gục ra. Em hiểu rồi. Ok anh. Giúp anh nha. Dạ. Rồi thiết kế cho máu. Cho anh thiết kế ơi. Nhanh. Nhanh lên nữa. Rồi, chuẩn bị. Camera, máy chạy. Trợ lý, hiện trường Diễm Lăng xin cảm ơn. 3, 2, 1. Diễn. Chết. Cô làm gì vậy? Sao anh? Súng bắn rồi máu phun đâu? Ủa máu gì anh? Máu thiết kế mới đưa cho cậu đó. Không, em mới nằm em tưởng mệt quá đưa nước siro em ngọt em uống luôn rồi. Trời ơi, cái đó là máu giả. Ủa cái đó là máu hả? Thì em không, anh em xin lỗi nha. Anh đâu vậy em. Đây nè, bây giờ tôi cho một cơ hội nữa nha. Dạ. Nhớ cái đó là máu giả. Anh bắn một cái là phun ra. Bắn cái là phun ra nha. Thiết kế. Cảm ơn thiết kế ơi. Nhanh thiết kế. Ủa nha, giúp anh nha. Rồi. Nè bây giờ là diễn viên sẵn sàng chưa nè? Sẵn sàng chưa? Tôi hỏi sẵn sàng chưa? Dạ. Anh hỏi làm gì em nuốt nước rồi nè. Em ra tay ra là em ok là máu vô rồi em phun ra. Rồi anh hỏi quay. Rồi anh xin lỗi, anh sai, lần này em sai nha. Thiết kế. Diễn. Tốt lắm. Phun đi. Anh ơi. Anh ơi, em cậu mới làm gì đó? Em phun máu tung tóe. Cậu phun vô mặt tôi, cậu có thấy không? Thì em chết em không nhìn thấy anh. Cậu giỡn mặt với tôi hả? Em xin lỗi anh ơi. Cậu diễn xuất như vậy hả? Em sẽ cố gắng anh cho em cơ hội. Như vậy mà cũng đòi là diễn viên hả? Không. Tôi nói cho cậu biết, cậu nên ở nhà phụ mẹ nấu cơm cho Đoàn Thị Hơn. Cái thứ diễn viên như cậu á, cậu làm hư biết bao nhiêu test phim của tôi rồi cậu biết chưa? Không quay gì nữa. Off Đoàn. Anh trợ lý ơi. Anh trợ lý nói giùm em tiếng. Anh trợ lý ơi, tao đã nói mày rồi, ổng kêu cái gì thì mày làm cái đó, tự nhiên mày cãi ông chi vậy, để tao khuyên ổng. Anh nói giùm em tiếng. Anh đâu diễn? Anh đâu diễn? Phú đi về con. Trời ơi không biết cái thằng nào mà nó làm cho cái đòn ốm sớm mình đi về được. Về rồi, đi về con đi. Má về đi, một lát con về, má đừng có hỏi con nữa. Rồi tao hiểu rồi đó Phú ơi, má nói với con rồi. Diễn cái gì mà diễn, xin diễn nữa đúng không? Lại bị chửi. Mười mấy đòn rồi Phú ơi, hai má con mình á, xin vô cái đòn này. Bây giờ mà con mà làm cho bị đuổi nữa, hai má con mình sinh sống bằng cái gì? Đó là đam mê của con má à. Trời ơi Phú ơi, Phú đam mê gì mà con chạy theo cái hào quang ảo đó rồi được cái gì? Tương lai của con, rồi hai má con mình má làm sao? Má ơi, nhưng con có ước mơ. Trời ơi, ước mơ gì nó không nuôi nổi cho hai má con của mình. Ước mơ của con là kiếm được nhiều tiền để lo cho má. Vì con nghĩ á, khi trở thành diễn viên con sẽ kiếm được thật nhiều tiền để lo cho má. Má thương con, má đừng có ngăn cản con nữa nha má. Cuộc sống của hai má con mình đã khổ lắm rồi, con muốn cứ tiếp tục như vậy nữa má ơi. Con mê được diễn, con nằm mơ để con được diễn má. Phú ơi, má thương con lắm, nhưng mà nghề diễn viên không phải là muốn diễn là diễn được đâu con. phải có đi học, rồi phải qua trường lớp. Mà hai má con mình cuộc sống mưu sinh còn khó khăn, tiền đâu để má cho con đi học. Má xin lỗi. Nè cậu Phú. Cậu đạo diễn. Anh ơi em xin lỗi anh nha. Thực ra là tôi quay trở lại đó là để tôi xin lỗi cậu đó. Không anh ơi, lỗi là do em. Anh đã cho em cơ hội mà em làm không được mà. Lỗi là do tôi. Rồi tôi có hơi lớn tiếng với cậu nữa. Nhưng mà tôi có để ý trong cậu một điều tôi rất thích, đó là đam mê. Với cái nghề diễn viên này tôi nghĩ là đam mê không thì chưa đủ, còn phải học hành, còn phải rèn luyện, còn phải trau dồi, còn phải kinh nghiệm rất nhiều thứ. Trước mắt á, tôi sẽ giúp cậu. Anh ơi, anh giúp em hả? Má ơi, anh giúp con má ơi. Tôi sẽ cho cậu đi theo đoàn, giúp hết tất cả các anh em, từ khâu nhỏ nhất cho tới khâu lớn nhất. Anh em sẽ lấy nghề, dạy nghề cho cậu. Rồi nếu như sau này có một giai nào đó phù hợp, tôi sẽ cho cậu thử. Cảm ơn cậu. Má ơi, lần này nhất định con sẽ thực hiện được cái đam mê của con má ơi. Anh ơi, anh cho em đóng phim nữa hả? Đúng. Anh ơi, anh cho em đóng vai gì nữa vậy? Xác chết. Trời ơi. Độc cô cầu dược, người dịch Thế Tiên, Bá Khánh, Thu Như, kỹ thuật làm tiếng Thanh Giang, Bánh Bèo với sự tham gia của các diễn viên Âu Dương Tuấn Anh, Âu Dương Tuấn Dũng, Âu Dương Lạc Hoàng Long, Âu Dương Quốc Khánh, Âu Dương Lê Nghĩa, Âu Dương Di Dương và một số loại Âu Dương khác. Khí tụ đan điền, âm dương hòa hợp, long lân quy phụng, phụng thiên thừa giận, giận quá mất khôn, thăng thiên. Hey! Hey! Sư huynh quả là bậc kỳ tài đó. Tạ ơn hiền đệ. Hey! Hey! Đi vô rồi lấy cái gì mà diễn hả? Xin lỗi hiền đệ. Hey! Hey! Sư huynh, huynh quả là bậc kỳ tài đó. Nói cho hiền đệ biết, võ công của ta đã đạt đến một cảnh giới rất cao. Và bây giờ ta sẽ đi đến núi Ngũ Hành Tây Ba Lô để kiếm cho bằng được quyển bí kíp, và từ đó ta sẽ trở thành bá chủ võ lâm. Đứng lại sư phụ. Tại sao ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi, tại sao người không bao giờ nghe lời ta? Người lại đi xuống núi đó hả? Dạ thưa sư phụ, Mai Siêu Phong. Ê, Mai Siêu Phong chính là bà nội của ta. Cha ta là Mai Siêu Xe, còn ta là Mai Siêu Âm. Người có biết cái cây này là cây gì không? Ấy dạ, cái cây gì vậy hả? Cái cây này là cái cây siêu âm. Chết cha, viêm gan siêu di bê. Ấy dạ sư phụ ơi, đừng có tào lao nữa. Ta nói người không được cãi. Ấy dạ, ta nói sai người phải cãi. Bây giờ cãi hay không cãi? Người phải có chính kiến của mình chứ. Mất dạy. Không phải. Ôi sư phụ, có cái con muỗi nó dính trên mặt sư phụ nè. Vậy thì được. Cảm ơn muỗi nha, nhờ mày cũng có cơ hội đánh ổng. Cái gì? Thưa sư phụ, tại sao sư phụ lại cấm cản con không được xuống núi chứ hả? Ngươi nghĩ làm sao vậy? Ngươi biết ta cấm cản ngươi còn xuống núi nữa à? Hay là ngươi muốn đi theo vết xe đổ của cha ngươi? Cha ngươi là một người tự cao tự đại, tự nghĩ mình là người chí công vô tư, tự nghĩ mình là người có võ công cao cường, tự cho mình là một người có khả năng là bá chủ thiên hạ. Rồi bảo sao? Rồi cha ngươi. Thưa bộ tá, thưa bộ ơi. Hả? Bên đây nè. Rồi nghĩ làm sao? Cha ngươi cũng chết trong cô độc. Ngươi muốn đi theo con đường của cha mình đó hả? Dạ thưa sư phụ, Con đã hiểu rồi, xin lỗi sư phụ. Hiểu thì tại sao đi xuống núi? Ây da, thật ra con xuống núi á là tại vì á con muốn mua cho sư phụ một cái bình nữ nhi hồng tửu này. À, đây là loại rượu mới à? À, dạ loại rượu mới. Quả nhiên là cao cường. Dạ, mời sư phụ uống. Nó hơi ngộ ha. Ăn ngon không? Ngon. À, có độc đó. Có... Sao vậy? Khi vận dụng võ công thì chất độc này sẽ càng phát tán rất nhanh. Ta sẽ không vận dụng võ công nữa. Không vận dụng cũng phát tán. Ta phải làm sao đây? Hoang mang cũng phát tán. Ây da sư phụ. Ây da sư phụ kêu ông cũng phát tán. Người, ta không ngờ người là một kẻ phản nghịch. Người đúng là kẻ phản diện. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Mày nói một cái nữa tao quýnh mày liền, tao hết máu rồi. Dạ, sư phụ. Ấy, sư phụ. Dạ bây giờ đã không còn ai ngăn cản, ta có thể trở thành bá chủ võ lâm. Hay là sư huynh ạ, sư huynh hãy cho đệ đi cùng sư huynh. Đệ muốn trở thành minh chủ võ lâm giống như sư huynh. Trời ơi, cha ơi, cha. Đại mà huynh cũng giết. Huynh là kẻ phản diện. Bởi vì ta muốn bá chủ võ lâm chỉ có thể là một mình ta. Độc cô cầu dược. Bây giờ đường đi tới núi Ngũ Hành Tây Ba Lô rất là xa, cho nên ta phải cần cân đổ dân cho nó nhanh. Cân đổ dân. Hey, đi thôi. Sau khi ta bị đâm nhát dao, ta đã trở thành người dẫn chuyện. Nhắc đến đây thì các bạn cũng đã thấy độc cô cầu dược đang tiến thẳng đến núi Ngũ Hành Tây Ba Lô để tìm quyển bí kíp Cửu Âm Chân Long. Hắn quyết định trở thành minh chủ võ lâm. Nhưng tại núi Ngũ Hành Tây Ba Lô, tại đây có ba vị đại cao nhân ba môn phái khác nhau. Họ là ai? Hãy xuất hiện đi. Môn phái mà vang danh thiên hạ đó chỉ là môn phái Thiếu Lâm. Và ta là con cháu thứ 18 của môn phái Thiếu Lâm. Đó chỉ là môn phái Thiếu Nhi. Hey, mời phái tiếp theo. Giới thiệu, sư phụ của ta chính là môn phái Karate Do. Còn ta là đầu đệ của ông ấy. Ta không phải phái Karate Do, ta chính là phái Karaoke Ôm. Em không buồn nữa chị ơi, em không buồn nữa chị ơi. Rồi. Hey, mời phái tiếp theo. Như quý vị ai cũng biết, môn phái Nga Mi là môn phái vang danh thiên hạ. Ta là đệ tử thứ 100 của phái Nga Mi. Ta phái nói mi. Ông Huynh à. Cái gì? Ở gương mặt không chút thần sắc gắn cái gặp lông nheo đi hả? À, dạ, không cần đâu, chỉ cao kê với ôm thôi là được rồi. Cái chà, ông Huynh à, nhìn cái mặt là biết chết yểu rồi. Ở gắn gặp lông nheo tăng tuổi thọ đi. Cái không được đâu, thiếu nhi đâu gắn lông nheo được đâu. Cái chà, hai tụi bay ra thì rừng rừng, tao ra thì không ai tương tác, thật là nhạt nhẽo, tao không nói nữa đâu. Nếu mà đã không ai nói như vậy thì thôi, chúng ta hãy chào nhau đi. Đúng rồi, chào nhau đi. Ây dạ, phái Thiếu Nhi xin chào phái nói mì. Bái Thiếu Nhi xin chào bái karaoke ôm. Phái karaoke ôm xin được chào phái Thiếu Nhi và phái Nói Mì. À dạ, phái Nói Mì xin chào hai thằng. Gọn vậy, gọn vậy. Nó nhìn đi. Cái gì? Nó mặt trời đã lên cao, nó bình minh lên rồi, con gà trống đã gáy, nó trời sắp sáng rồi, hãy làm nhiệm vụ thường ngày đi ạ. À. Được. Nó có bàn chải không có kem mà cho xin một miếng được không? Nay da tôi tự xài đi, xin cái gì trời đó coi. À, Quỳnh à, có thể cho mượn cái đầu não lưỡi được không? Ây da, kem còn xài chung được, não lưỡi xài chung ung thư đó bà. Ờ vậy thôi, cứ đánh kem không là được rồi. Trong lúc họ đang đánh đằng thì có một con ruồi xuất hiện. Ây da, thấy hồn. Ây da, thấy hồn. Ê, con ruồi nó chết rồi kìa. Ây da, sao mà cao thủ quá vậy hả? Ây da, thì đây là kem bạc hà, bắn vô con mắt nó cay là nó chết thôi. Ai thì nó cao thủ à, cao thủ. Sau khi con ruồi này cay mắt chết thì một con ong xuất hiện. Ai da, con ong nào mà để tôi nè. Thử đi. Ê trời ơi, ai chưa kịp đánh mà nó chết rồi. Ai hết tay trên của ta? Người hết tay trên của bái Nói Mì không ai khác chính là độc cô Cầu Vượng. Ai da, là ai? Là ai? Ai da, các huynh đệ à, hình như là có thích cách đó. Ai thích cách rồi kìa. Được, hãy sử dụng tuyệt chiêu của bái Nói Mì ta. Tuyệt chiêu mi dân sen. Ai da, mi dân sen là cái gì? Mi dân sen trong phái tao mới biết thôi, nghĩa là sắp hàng đó hả? Dạ. Ai ai sắp hàng kìa. Mình xích vô chút nữa. Ê, làm cái gì? Ở chụp hình selfie đi mới mua cây gậy nè. Chịu có chút xíu nghe. Ai da, ai da, ai da, thiệt là ê chê, hình như là mày đang chụp hình cái thằng thích khách đó. Ai da, sao mà được rồi hả? Ôi, tấn công nó đi ta. Đâu hả Lưu Nhân, đâu hả Lưu Nhân? Thật ra tiểu nhân không phải là thích khách, tiểu nhân chỉ là một thường dân thôi. Nghe danh ba vị sư phụ này rất là lâu rồi nên tiểu nhân muốn đến đây để thỉnh giáo và nhận làm sư phụ đó mà. À dạ, đúng là cái tên tiểu tử túi không biết lớn nhỏ là gì. À, đúng rồi, ở ba đại môn phái Nhi Mì đâu có đơn giản cho một tên bất tài như ngươi nhận làm đệ tử đâu đó ạ. À. Đúng rồi. Tiểu nhân không có bất tài đâu, tiểu nhân có một biệt tài, đó chính là siêu quyển thần tốc. Tiểu nhân có thể ngửi những đồ vật và đoán được đó là cái gì. Ai da, ta không tin đâu. Bây giờ ta bịt mắt ngươi lại nè. Ở qua bịt mắt giùm coi nè. Ai da, không bịt đi, bịt đi. Bịt mắt giùm lại đi hả? Cầm giùm đi. Phải thử nó một cái gì mới thử đi. Thử nó đi. Thử nó đi. Ai đúng rồi. Hỏi mình giá đi. Đố mày hửi được cái 1 đồng này giá bao nhiêu? À, 1 đồng. Nó đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu. Mày nói nó là gì vậy hả? Mình chơi cái gì mà ngu vậy hả? Đi lấy cái đồng tiền làm sao mà nó không đáng được chứ. Bây giờ đổi đi. Đợi chút xíu để đi xuống dưới mượn tiền cái đã. Trời, à, mượn tiền. À, có ai chưa mượn tiền cho nó đáng không đó hả? Tiền con hả? À, chị này tiền nhiều quá đi hả? Có tiền hả? Nhưng mà trước khi nó lấy số tiền để giải thích một chút xíu. Giải thích quý vị và các bạn, từ đây lên đây là thời của hồi xưa, từ đây lên đây là thời của hiện đại. Phải nói như vậy để chút xíu nó mà công bắt bẻ tại sao tại tiền polymer đó. À đúng rồi. Hợp lý hả? Hợp lý hả? Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Phải bóc một cái, bóc một tờ đi. Để cho công bằng cho chị Hương lựa một tờ. Một tờ. Rồi, tất cả mọi người hãy tập trung. Tập trung đi hả? Đoán đi, không có được khí. 500 ngàn. Ôi da, 500 ngàn. Một tờ lại đi hả? Bóc thử một tờ nữa đi hả? Rồi tất cả hãy tập trung. 100 ngàn. Ôi da, không tin. Hết tiền đáng dễ rồi. Đáng cái bao thư này trong đây có bao nhiêu tiền mới về? Ây da, trên bao thư có ghi tên không hả? Cá xê diễn viên Quốc Khánh. Ây da, quá dễ. 90 ngàn. Ây da. Sai. Tại sao sai? Quốc Khánh là diễn viên hạng C, cách C phải 100 ngàn đó hả? Ây da, không trừ 10% tiền thuế thu nhập cá nhân hả? Chú Quốc Khánh luôn. Ây da, thiệt là hay quá đi. Chưa đâu, tôi còn ngửi và đoán được một thứ nữa. Thứ gì? Trả tiền cho người ta đi, chưa có trả kìa. Đúng rồi, đó có thời điểm này sao có xài polymer được đâu hả? Ây da, trả nè. Ây da, trả cái mít luôn đi, đâu có làm MC nữa đâu. Ây da, trả cái tao đi hả? Cái thằng mũi này còn yêu nghề nữa. Ok đi, ây da. Thiệt là hay, thiệt là giỏi. Quả nhiên tên này có chút tài cán đó hả? Thôi được. Từ đây về sau, phái Nói Mì ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử. Anh à, ngày hôm nay là những đệ tử thật là vui, thật là ý nghĩa đó hả? Đúng rồi, các ngày ý nghĩa như vậy chúng ta phải làm cái gì gọi là dấu ấn đi à. Con có cách, con có cách rồi. Hay là chúng ta cắt máu ăn thề đi. Ý hay đó hả? Bây giờ không được đâu, cắt máu đào thào lắm à. Nay giờ có sao đâu, cắt một giọt chứ đâu phải là cắt một lít đâu mà sợ. Bây giờ đứa nào mà không làm đó trời chu đất diệt. Cắt một giọt đi. Cắt một lít đó hả? Đưa anh đi trong chiều vắng, gọi tên anh không gian âm u. Có nên cắt không đó hả? Lỡ hứa rồi. Trời chưa đất diệt đó. Sư phụ ạ, cho một lít máu đi. Nó chuẩn bị hung khí sẵn luôn rồi. Cái đệ tử à, sư phụ bị máu không đồng, nó cắt một cái là ra 3 lít luôn đó. À, sư phụ à, cho một lít máu đi. Ai à, sư phụ bị báo chó uống vô là sủa câu câu đó. À, sư phụ à, cho một lít máu đi. Không có lấy máu sư phụ được đâu. Tại sao vậy? Sư phụ bị loãng xương. Sư phụ à, xương thì có liên quan gì đến máu? Không nghe người ta nói sao? Nói cái gì? Đồng tiền xương máu đó. Các sư phụ thật là nhát gan. Hãy xem cô đây. Ây da, con căng rồi kìa. Trời đất ơi, nói thiệt là dũng cảm đó. Không lẽ ba đứa mình phải chịu thua nó hay sao? Ây da, Quỳnh nói vậy là sao hả? Ây da, ây da, nó mày chém nó hả? Ây da, nó nghe nè. Cái gì vậy? Đủ máu rồi, chúng ta uống ăn thề rồi. À, khỏi uống ăn thề thì mở nhà hàng tiết canh luôn đi ạ. Dạ hả? Đủ máu rồi các sư phụ à. Làm ngay tức là uống máu ăn thề đi. Dạ. Ây da, máu mà mày xối giống người tưới cây vậy hả? Cái xô đầu tiên là phải cúng đất đai đó mà. Dẹp đi. Cái trò gì mà hiến máu thiếu nhân đạo không chơi nữa đâu. Đúng rồi, bây giờ cái trò nào mà không mất máu mà thể hiện cái tình sư phụ thấm thiết được không ạ? Đúng rồi. Cái trò gì đây? Trò gì đây? Có cách rồi, bây giờ chúng ta sẽ uống rượu ăn thề đi. Cũng được ạ. Cũng được đi. Thì dạ, xin giới thiệu với ba sư phụ, đây là một bình rượu của con. Bình rượu này được mang tên là Nữ Nhi Hồng Tử. Sao lại gọi nó là Nữ Nhi Hồng Tử? Tức là bình rượu này được một nữ nhi tên Hồng rốn vô cái tủ ngâm 4749 ngày mới ra được cái bình rượu. Mời sư phụ uống ạ. Nó không được đâu. Vái nói mi ta uống rượu là rụng lông mi đó. Ai uống đi. Mời sư phụ. Đây à, từ xưa tới giờ ta sống rất là lành mạnh. Chỉ có cao cây không uống rượu đâu, lành mạnh lắm. Sư phụ ạ, uống đi. Ngay à, tao thiếu gì mà sống rượu được hả? Em chưa 18 đó bà. Cách sư phụ thật là nhát quá. Bây giờ uống thử trước đi. Con sẽ uống trước bình rượu này. Ây da, uống được mà. Ê, có cái mùi gì không vậy? Có mùi nhang khói. Chắc là bình rượu này được ngâm ở trong cái tủ thờ đó. Ây da, ai ngâm ở trong tủ thờ đây ba? Mùi gì vậy? Có mùi lông não chắc trong tủ quần áo đó hả? Không phải lông não đó, mùi tôm thịt hình như là trong tủ lạnh đó. Vậy hả? Anh thử coi. Ây da, cái này nghe mùi cạch bò chắc ở trong tủ sắt đó hả? Đưa. Hết luôn rồi. Ây da, các sư phụ ơi, có khi nào chúng ta uống bình rượu này xong tất cả chúng ta sẽ xỉn không hả? Ây da, sao mà có gì đó hả? Ây da, đệ tử có trò này vui lắm nè. Nó chơi cái gì vui? Chơi rất là vui, gọi là chơi dại đó mà. Bây giờ uống rượu xỉn chơi dại là chơi như thế nào đó hả? Bây giờ lấy một cái mền ha, chùm đầu chúng ta lại, xong rồi từng người đánh cái đón coi là ai. Ai da, cái trò gì vậy? Ai da, chơi cái trò đó được đó. Chơi đi, chơi đi. Chơi được không? Được đó. Được không? Được, bây giờ con bị trước cho tại con ra đó. Sao ngu vậy ta? Ai vô đây luôn đi. Ai vô đây. Ai chuẩn bị nha, ai chuẩn bị nha. Ai làm? Sai rồi. Ai làm? Ai làm? Vô bị đi. Bị đi mà. Vô bị đi. Vô liền luôn đi. Mấy mão khác màu là cái gì? Quỳ gói xuống mau lên, tiết tấu nè, tiết tấu nhanh đi mà. Ai trời ai làm vậy? Ai sai rồi. Ai dạ, thôi không đánh đi. Ai dạ, làm cái gì mà hồi hộp quá vậy? Ai dạ, đâu hết rồi, đánh đi mà. sao hồi hộp quá vậy? Xe tăng đưa anh đi trong chiều vắng, gọi tên anh không gian âm u tràn ngập khóc thương. Hôm nay anh ra đi bao người tiếc thương cho thân anh, cuộc đời vẫn giang tay chờ đón anh. Ở chơi nữa đi con à. Ở chơi nữa đi con đi. Nó không có chơi nữa đâu. Sao vậy? Nó kể từ đó người dẫn chuyện không còn xuất hiện nữa. Ở dạ. Đừng có vui không các sư phụ. Cái tên tiểu tử đuối này không những có tài năng mà cũng một chút thú vị đó à. Đúng rồi, đúng, nó có trí tuệ nữa đó. Ấy da, hôm nay ta đã hứng khởi dâng chào, ta quyết định sẽ dạy cho con một tiệc chiêu võ thuật bí truyền. À, cảm ơn sư phụ. Đó được mang tên Overwhelm. Ô và quyền là cái gì vậy sư phụ? Tức là võ làm lố đó hả? Ê hả? Ví dụ đánh cô một cái hê, nó không đau. Nó không đau đúng rồi. Ô và quyền. Ây da, cho tôi lùi lại. Hay quá. Hiểu chưa hả? À, dạ hiểu. Hay quá sư phụ ơi. Sư phụ đánh cô thử đi. Ô và quyền. Ở đau quá. Đã đau quá. Ôi da đau quá. Thay đây. Mày múa giả chân hả? Đụng tao cái đi. Ây da, mày bị cái gì? Sư phụ à, sư phụ, thật sự là con không có lòng tin để làm mấy cái này đâu. Đơn giản như vậy cũng làm không được. Đúng là bản triển vọng suốt đời không lên được bản tài năng đó hả? Ây da, ra đi. Tao một lần nữa tao hỗ trợ đến Âu và Quyền, sư phụ sẽ thị phạm cho coi đó hả? À, bây giờ con chửi sư phụ đúng không hả? Đúng. Ở chóng mặt quá à. Đơn giản vì các ngươi đã uống trúng rượu độc của ta. Đây chính là một loại độc rất là nguy hiểm. Độc tố này có tên là Bizama Melotobisamin Kubisakurai Chidana Thumbatit Tugotai Chidana. Thì ra loại độc này chính là loại độc thoại đó. Chính xác. Sao? Các ngươi thấy thế nào? Loại độc này chỉ có thể phát lên khi các ngươi vận dụng võ công. Ai à, nó tại sao tên tiểu tử thúi người lại hạ độc ba đứa ta đó hả? Vì ta muốn lấy được cuốn bí kíp võ lâm để trở thành võ lâm minh chủ. Cuốn bí kíp ở đâu? Ở bí kíp đây nè, ở trong tay ta. Có ngon thì nhào vô lấy đi hả? Ta cũng khách sao? Tại sao là một tấm gương? Tấm gương này để làm gì? Để ngươi nhìn rõ được bộ mặt của ngươi. Sư phụ, ta đã sớm biết được tất cả những âm mưu của ngươi. Ta bày ra tất cả những kế hoạch này để cho ngươi nhận ra được lỗi lầm của ngươi là như thế nào. Và đây là ba đồ đệ của ta. Ta hơi đáp đó. Ừ. Ta xin lỗi à. Ta xin tự giới thiệu. Ta đó chính là đệ tử của sư phụ Mai Siêu Âm. Ta Mai Siêu Ballet. Còn ta cũng chính là đệ tử của ông ấy. Ta Mai Siêu Cute. Còn ta cũng chính là đệ tử của ông ấy. Ta chính là Mai siêu thị 24 giờ. Quá niềm kế sách của sư phụ á, thật là muôn thăm đệ tử rồi bái phục và sát đất. Ngươi quả là tệ đó. Làm sao mà trên đời này có những cái tay võ tào lao như vậy chứ. Đúng rồi đó. Các ngươi tưởng là các ngươi có thể triệt được ta sao? Các ngươi đã trúng độc của ta rồi. Ngươi nghĩ rằng chất độc tầm thường của ngươi có thể giết chết được chúng ta hay sao? Ngươi nên nhớ, trong võ thuật, điều quan trọng nhất không phải là võ công cao cường nhất, mà điều quan trọng nhất đó chính là võ tâm và võ lực. Người nên nhớ, võ công là để giúp ích cho mọi người chứ không phải để hại người. Tại sao ta lại mất hết sức lực? Bởi vì ngươi đã bị ta phế truất hết tất cả võ công. Rồi đây, ta sẽ hồi phục công lực của mình và ta sẽ thực hiện tiếp mục tiêu của ta. Tất cả các ngươi phải trả giá. Chính vì vậy, ta sẽ nhốt ngươi ở nơi này mãi mãi. Không được, không được. Không được, không được, không được. Ngươi sẽ trả giá. Và ngươi là kẻ phản diện. Đêm tối về dìu nhau trên đường phố, dìu hương tống thề vai sắc kề đời như giấc mơ. La 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 để lòng nhớ thành đô. Bún riêu chứ ký ký cái gì? Bún riêu, bún riêu, bún riêu. Cô Tám ơi, cô Tám. Không, không có cho ngồi, đi chỗ khác, chỗ khác. Không, cho con cái ghế ngồi vậy được không? Không, mày không mua cái gì tao cho mày ngồi, đi. Không thèm. Chị ơi. Hả? Em giới thiệu chị, em nhạc sĩ. Hả? Em nhạc sĩ vô, chị tưởng em nhạc công hả? Không. Tôi có cần biết anh là nhạc sĩ hay nhạc công, tôi chỉ thấy anh rất là nhạt nhẽo. Chị chửi em hỏi muốn gì nhạt nhòa luôn vậy? Anh mới chửi nó đó. Anh mới chửi nó. Chị, em mới sáng tác bài bolero hay lắm. Hả? Bolero hả? Bolero bỏ đảm. Chị hát xong bài hát của em chị nổi tiếng luôn á. Ê, tao nổi tiếng rồi nha. Cho mượn coi cái văn bản đi, hơi hứng thú rồi đó. Cái lời nè. Cái lời vậy nè. Cái nốt nhạc nè. Vậy sao mình không ghép hai cái này lại cho nó dễ hơn hả? Thôi chị nhìn bên đây, chị nhìn quanh kia, chị đứng chị hát thần thái chị nó đỉnh đạt hơn, chị hiểu không? Thích nổi tiếng tự đi mà hát đi nha. Chị, em năn nỉ vậy luôn á. Chị mua bài hát giúp em đi. Sáng giờ em chưa có ăn gì luôn. Chị mua đi rồi em lấy tiền em đi mua đồ ăn. Cô... trời ơi cô đừng có nghe cái thằng nhạc sĩ khờ này. Nó đã khờ rồi, những ngôn ngữ của nó là sẽ ngu ngu lắm. Cô hát cho cô ngu người đó. Nè, tôi nói cho cậu nghe. Cậu nhìn tôi đi, tôi nổi tiếng vậy, tôi cao sang quyền quý vậy, nhất thiết phải mua bài của một thằng khờ như cậu hả? Biết. Mày thằng khờ. Tôi cũng chẳng ăn bún riêu của bà đâu. Dơ lắm. Nè, Cái con quỷ ca sĩ Chảnh Chè. Ủa, tao nổi tiếng, tao có quyền Chảnh Chè. Ở đây tao nổi tiếng hơn mày. Ủa, mắc gì mà nổi tiếng hơn tôi? Mày tao không biết mày đâu. Thôi, mọi người có cảm được âm nhạc của tôi không? Không. Trên thế giới này không ai cảm được âm nhạc của tôi hết vậy. Có tôi là ai? Thế giới này là của anh và anh có quyền đi với em. Bật sáng tất cả đèn xanh, anh chạy thật nhanh với em. Cứ bên vai và chở chăm bánh em cầm trên tay. Hết đêm nay uống không say đến ngày mai tiếp vài chai. Em thích gì anh cho đó, em thích Bentley anh cũng cho, em thích villa anh cũng lo cho đến LV anh cũng có. Chỉ cần em chơi với anh là sân khấu này sẽ thuộc về em. Chỉ cần em đi với anh là mọi vấn đề của em anh dẹp. Một mai qua cơn mê sao cuộc đời bên bông, anh lại về bên tôi. Ngày gió mưa không còn đến đường dài thật dài, ta mặc tình rong chơi. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thỏa lên đêm. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Và dám tự khẳng định trên những con đường tao đi, ngoài trường tao ra không ai có quyền được phán xét. Anh, đi. Sao? Nãy giờ anh chưa dám phán xét vậy luôn, anh bữa quá bữa rồi. Chớ em được. Tại khích quá. Gì bà? 88. Ông Hoàng Bolero Carit nè. Em mê anh hơn mê em nữa. 88 còn đụng được anh nè, con chay cho 8 miếng. Anh tái nữa đi anh. Em mê quá, thiệt luôn á. Em mê cái phong cách biểu diễn của anh á. Anh đứng trên sân khấu nha, anh cứ Olise Carit. Olise Carit. Thôi mấy nhỏ sớm em cũng thích anh nữa. Nó gặp em là nó cứ úp cc ca nước. Bớt ba xàm ba láp đi nha. Bớt ba xàm ba láp đi nha. Anh, em giới thiệu anh. Em nhạc sĩ. Nhạc sĩ. Em mới sáng tác bài này. Em bán cho anh nha. Nha. Chú bán nhạc cho tôi. Dạ dạ. Nói nghe nè, chú biết tôi hát nhạc gì không vậy? Nhạc rap. Chú viết nhạc gì? Bolero. Chứ sao tôi xàm. Không sao sao. Nhưng mà tôi thấy chú có tố chất. Em có tố chất. Đúng rồi, chú có tố chất. Dạ, xem có tố chất nha. Đúng rồi. Thì bây giờ sao? Giờ tôi nghĩ là anh em mình nên hợp tác với nhau. Trời ơi, em nghe câu đó thích lắm luôn. Ê, kìa đâu mày. Em với anh nha, sẽ cùng nhau thổi một cái luồng gió mới vô nền âm nhạc của tỉnh. Rồi tới đâu nữa? Rồi tới đâu nữa? Đánh về ấp, xã, huyện. Sau đó chúng ta đánh ngược về nhà thiếu nhi. Hả? Bây giờ em với anh hợp tác làm ăn nha. Được không? Ok, tôi thấy được. Yes, vô. Anh Cường ơi! Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên mình bền lâu, suốt đời tình khắc sâu. Nhớ thương đầy vơi, mộng thấy ai mỉm cười là môi xinh tuyệt vời. Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó. Và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Hà My giới thiệu với Rít. Đây là Hà My, người mà Rốt đang theo đuổi. Chú vui tính quá. Hả? Nói chú nghe nè. Sao vậy? Đây là người Rít đuổi theo. Rít đừng giỡn hoài. Đây là Hà My, người mà Rốt đang theo đuổi. Nói lại một lần nữa, nghe cho kỹ nha. Đây là người Rít đuổi theo. Thôi điều đừng có xạo nha, đừng có chơi nha. Mới gặp nhau nha. Nè, chú uống gì? Không có uống gì. Bây giờ chú uống cái gì? Xe trốn vào pháo là những thứ mà em ta xăm mình. Xe tốn quần áo là những thứ mà ta bao năm rình. Phường khấu công an là nơi ta đang đăng hình. Hẻm 48 ngay từ xưa ta không là yên bình. Tao không gây hấn như hai ai đủ là tầm. Và hàng ngụy nằm trong túi làm trong quần thụng và thấp. Anh em khi gặp tao cầm bia cùng bay nắp. Còn tụi mày khi gặp tao vào 48 tao Đây, tao nói cho mày nghe nha, đừng có tưởng mày biết đó. Tao cũng biết đó nha mày, thằng kia có hàm ý là của tao. Mắc cái mối gì mà mày ăn cắp chó hả mày? Ê, hai thằng cu, đây là bán bún riêu. Tụi bay thích thì đánh, tao chỉ đánh thì ra chở chiều. Tao đi ít, nói nhiều, tụi bay mong là sẽ hiểu. Nếu không tao sẽ cho ăn một cái kêu. Nói mấy má, con còn sống chưa có chết. Mấy má muốn gì thì đi về nhà hết. Có chuyện gì giải thích cho tôi nè. Còn không thích thì thôi đi lên buồn. Gây đi. Ông ơi. Ủa, tôi có nói tôi là người yêu của ai đâu mà cướp gì không cướp. Nhưng mà em phải chọn đi, em chọn ai? Tôi chọn anh Khờ. Là anh vợ xé hợp đồng. Tao nói cho mày. Hai đứa làm cái gì vậy? Trời ơi, cái quán của Tám bán 10 năm rồi mà bây giờ hai đứa đứng múa lân khai trương là làm sao? Rồi, hát đi. Rồi, anh bắt tông đi. Rồi. Mình hát tông đô trưởng nha. Rồi. Vô nha. 2, 3. Anh ơi, cái tông trèo họng em hát không được. Em hát tông đô trưởng không được hả? Vậy em hát tông lớp trưởng nha. Dạ. Vô. Anh ơi, cái này là trống trường rồi. Không phải trống trường đâu, là trống tan trường á. Tan sườn tả tung bay trời ơi. Sao mà Hà mấy lúc nào cũng hả hát nhạc của người ta, không bao giờ hát nhạc của Khờ. Ủa chứ anh bắt cái tông trống trường gì em phải hát bài tan trường chứ sao. Nhưng mà anh muốn Hà My hát nhạc của Khờ rồi. Anh có cái này tặng cho em nè. Tặng cho em á. Sao anh tặng cho em cái chậu bông này vậy? Không phải đâu, tại vì á người ta nói với anh á là tặng hoa lãng mạn, người ta nói á tặng hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu, còn tặng hoa hướng dương á là tặng tượng trưng cho nghị lực, cho nên á anh tặng em chậu cúc, mong em sống đời với anh. Ê, tự nhiên em thèm trái cây quá. Có luôn á. Anh chuẩn bị kỹ rồi, có luôn á em. Trời ơi, em thèm nhang thèm khói. Có luôn rồi. Một anh có chuẩn bị nhang luôn nè, có cái lư hương để em lấy không anh? Cúng tôi hả? Bà bán cũng điều bà chỉ anh đó. Người ta chỉ anh gì anh cũng nghe hả? Anh không biết, anh hay làm sai vậy mà không hiểu sao em hay thương anh luôn á. Thì tại vì á tất cả những người xung quanh á ai tới với tôi á cũng tại vì á nhà tôi giàu, họ nói là tôi đẹp, không có ai đến với tôi kiểu thiệt thà như anh á. Nhiều khi tôi ước. Em ước cái gì? Tôi mơ á. Bé ơi mơ gì thế em, mà sao đôi mắt em trông vào xa xăm. Với bao nhiêu là ý thơ, bỗng anh làm tan ước mơ. Ngất ngây trong tình đắm say, người yêu em hỡi ước mơ gì hôm nay. Ước mơ anh nhỏ bé thôi, câu cho thế giới luôn trong mình muốn đời. Chắc em cũng từng ước ao, rồi đây ta sẽ đón xuân nơi miền trăng sao. Ước mơ em thật lớn lao, bờ đôi mình đừng dối nhau. Em mãi phải trong chuyện ngày xưa, mình giấu chặt trong tim để tránh xa trời dòng bão. Hôm nay giấc mơ nào đưa anh đến vùng trời đầy yêu thương và man mác vấn vương. Em ơi tiếng ca còn ngây thơ, bên tiếng đàn em mơ đưa chúng ta vào mộng nhớ. Khi em bước qua thời hoa niên tuổi học trò, là khi anh ôm trái sầu bờ bờ. học đàn mà con ra đây con đàn đứng là sao? Mẹ cấm con giao vô cái hạ người này, nghe chưa? Con mà giao vô với nó là mẹ hả xử nó cho con biết. Em, trong tình yêu á, con người ta hay sống chết vì nhau đúng không? Nhưng mà anh không phải là người vậy. Anh sợ chết lắm, nhỏ xem chết mấy lần quýu luôn á. Thôi đừng yêu nữa. Tôi nói cho anh nghe, anh có đi tới đâu tôi cũng sẽ tìm ra anh. Mi nè, cái thằng kia tao cho mày cơ hội nghe chưa? Nha, mày chọn lựa đi. Một là mày phải xa nó, hai là mày phải xa nó, ba là mày phải xa nó. Ba trong một luôn, cái nào cũng xa chứ. Tóm lại là mày không xa nó nha, là tao xử mày nghe chưa? Nha, mày có cái gì mà mày nuôi nó. Thôi, con có tài năng, con có biết tài nè, con biết. Tao cho mày biết tài năng rồi. Cô làm gì vậy? Tao chuẩn bị sẵn để gặp mày rồi. Nói ít hiểu nhiều vậy nha, vậy đó, vậy đi về. Em biết rằng em anh khổ vì ai, anh khóc vì ai. Ngày vui đã tan, nhân tình thế thái còn lại đóng cho tàn. Anh muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh rằng tình yêu anh sao giống đời đóa phù dung, sớm nở tối tàn, xót xa duyên tình chưa thấm vội lìa tan. Quế Hồng Thanh, anh vô tình, anh chẳng hiểu cho em trong những đêm sâu. Mình đi phượt đi. Hả? Mình đi trốn đi. Cái gì? Thôi anh sợ. Anh sợ gì? Em sợ chết hả? Anh đứng lại đó cho tôi. Làm gì? Làm gì anh đập cho tôi xỉu hả? Tôi có học võ sao tôi xỉu được? Con gạch đó nó mới xỉu rồi. Mập ai biểu tao thấy mày núp rồi. Mày cõng Hà Mỹ về. Nó nghe nè, mày nhớ nói á với Hà My á là tao thương cổ nhiều lắm nha. Nói rồi, mày nói với mẹ Hà My á là chăm sóc Hà My giùm tao nha. Mày nói Hà My là nhớ, nói chồng Hà My là nhớ thương Hà My nha. Nhớ nha. Hay là anh sẽ ôm em thật chặt vào lòng, nhưng mà anh sợ đôi bàn tay của mình siết mạnh quá, nó làm cho em của anh vỡ ra từng mảnh vụn đi mất. Nguyễn Hồng Thanh phải là ba. Trời ơi, em xuất hiện ngoài em lầy quá vậy. Tôi nói thiệt anh có thương tôi không? Anh không có thương em. Em đi về với mẹ em đi, mẹ em già cả rồi kìa. Tôi hỏi anh một lần nữa, anh có thương tôi không? Anh không có thương em. Anh có thương tôi. Không, anh không có thương em. Anh thương em. Tôi đánh anh là vì anh hèn. Anh có thương mà anh không dám nhận. Tôi đánh anh tôi đau. Cái đau này làm cho tôi nhớ là nhìn quanh một mình, ngoài nắng loé nghe đàn chim giật mình. Biết lời tỏ tình đã có người nghe, nắng xuyên qua lá hàng sương lìa cánh. Đời mong manh quá cái chi truyền mình, nắng buồn cuộc tình bông tắc bình minh. Ngộ lắm, những mảnh ghép vụn vỡ tạp màu, nhưng khi hòa quyện vào nhau nó tạo thành một bức tranh hoàn hảo, và đó chính là Sài Gòn. Cô Tám, cô cho con một tô bún riêu nha. Hướng Sài Gòn là vậy đó. Có liền. Có ngay, có ngay. Màn đêm xuống dần, muôn ánh đèn đột nhiên như và Tuấn Dũng. Xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả và chào mừng quý vị đã quay trở lại với Cười Xuyên Việt mùa thứ 3 năm 2017. Chương trình Cười Xuyên Việt do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty Truyền thông Can thực hiện. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng vỗ tay thật lớn và đón chào 4 vị cố vấn của chúng ta. Đầu tiên xin được giới thiệu cố vấn đạo diễn Huỳnh Lập và đạo diễn Khả Như. Hữu Tính và cố vấn Lê Dương Bảo Lâm. Wow, rất là dễ thương. Và một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt dành cho hai vị giám khảo chúng ta, nghệ sĩ Việt Hương và giám khảo nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Vỗ tay lên nào quý vị ơi. Vỗ cái phung lên nào quý vị ơi. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng. Tung bay xác pháo rơi đầy đường, trai gái vui trong lòng. Mang trình diễn vừa rồi cũng thay lời cảm ơn gửi đến tất cả quý vị quan khách có mặt ngày hôm nay. Dân ở đời người ta có câu đám ma thì làm chỉ có một lần, nhưng mà đám cưới thì làm được nhiều lần. Và lần đầu tiên là lần quan trọng nhất, cho nên hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cô dâu Xiên Xiên. Và chú rể. Khoan đã. Ai tên Khoan đã? Là tôi, Hot Boy TPP. Xiên Xiên à, tại sao em nỡ bỏ anh lấy người khác? Em không chọn anh mà để chọn người khác. Em biết em làm như vậy anh đau lòng lắm không? Nhà bên đang đón dâu, dọn tiếng cười vui. Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng nắng, bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân. Ôi tình xưa đã phai nay, bàn tay nàng đan với anh. Em giờ đây đã quên mối tình thơ ấu, thôi đành mang đến đau cho người vui trọn đến kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Alo, dạ sẽ bắt chó hả? Dạ bắt con cún này giùm em nha. Ê cún gì vậy? Ơi là trời, nghĩ sao mà đám cưới người ta mà tặng hoa bằng lăng. Ơi nhóc. Được rồi, nếu không thích hoa bằng lăng, Xiên Xiên à, anh vẫn còn món quà khác để tặng em. Quà gì? Anh sẽ tặng em một bài hát. Bài hát này là những gì anh muốn nói với em trong lời bài hát. Nhắc đến tên em nó xiên xiên à. Và đặc biệt bài hát này rất vui. Vui không? Bao vui. Tình nồng thấm xiên qua bao mái tranh. Hết rồi. Về xác xơ những bụi chuối sao hè. Anh muốn gặp nhân vật chính. Em chính nè anh. Ý anh là nam chính, còn em là nữ hề. Bước vô. Nam chính bước lên. Tôi mời nam chính bước lên một bước. Nam chính là sửa mũi bước xuống một bước. Bây giờ nam nào mặt xấu đứng lại, nam đẹp bước lên. Trời ơi, cái gì vậy? Thôi bây giờ nói vậy cho dễ hiểu nè. Cái nam chính nào mà vừa rớt hai vòng trước bước xuống. Sao? Lâm à, tôi hỏi anh nè, có phải hôm nay anh là chú rể đúng không? Đúng. Tại sao? Tại sao em lại chọn Lâm mà không chọn anh? Anh cũng là Lâm mà. Lâm gì? Lâm Thắng. Anh ơi, Lâm này quán quân, còn Lâm này chưa chắc. Còn mấy đứa làm gì vậy? Ghim. Sao vậy? Dầm trong tim. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên, vì ngày anh đến em vô tình để mình anh lắm. Thôi đi chị Hữu. Tiếng gì vậy? Chị Hữu bể rồi đó. Gió bất về xác rơi những mùi chuối sao hè. Mọi người làm gì nữa vậy? Lại lạnh. Thôi, không khí có lạnh hay không là do bản thân tụi mình thôi. Mọi người ơi, hãy thắp nóng không khí lên nào. Thắp nóng hay không là do mày đó, không ai kéo nổi đâu. Tao biết rồi. Thôi đi, anh đừng có làm khùng làm điên ở đây nữa. Chẳng lẽ em đã quên hết tất cả gì sao? Quên gì? Em đã quên đi kỷ niệm của chúng mình. Cái kỷ niệm mà anh đã từng cho em ăn trứng đó. Trứng gì? Để một nhành cây trứng cá, để khi vô trường chia trái cho em. Hương trái mê. Thôi! Anh có biết là sau cái lần hôm đó tôi bị bộ thuật không? Hả? Rồi sau đó em đã bỏ làng thật xa đi mãi không về. Em còn nhớ cái mùa đó là mùa... Nhớ mùa chớm chớm trước, mùa chớm chớm kỷ niệm biết bao nhiêu nồng thơ. Có một chàng thiếu niên đời đô thành tim xuống Vĩnh Long thăm bạn nghiêng. Đình mệnh đã khiến xuôi sắp đặt chuyện tình cờ không hẹn mà nên thơ. Khi xe vừa đổ bên, cô em cười tươi thắm mời anh mua chơm chơm. Dạ, chơm chơm thúi, chơm chơm ế đi. Cho anh mua chơm chơm không? Chơm chơm nhiêu ký vậy? Dạ, 50.000 một ký. Lấy anh một ký. Dạ. Nè. Anh ơi, anh đi đâu vậy? Em diễn tiếp đi, anh làm cố vấn. Rồi, sau khi ảnh bỏ đi, em chạy thật nhanh. Bất chợt một cơn mưa ập xuống. Em ướt rồi. Nếu chiều nay không có anh, rồi, ai sẽ đưa em về? Lẹ lên, em ướt rồi nè. Trời sắp đổ cơn. Em biết rồi nhưng mà ướt em rồi nè. Sao em còn đứng mãi? Em ướt rồi. Hay nói một lời, có phải em giận anh? Có phải em giận anh? Nếu ngày mai xa cách nhau, em chẳng nên âu sầu. Trời sắp đổ mưa màu, đôi ta chẳng tan vỡ. Dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau, dễ chìm vào trong bể dâu. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa, rồi từ đó trốn phong ba em làm dâu nhà người. Âm thầm anh tiếc thương đời, đau buồn em không chia phôi. Anh về gom góp kỷ niệm tìm vui. Đó là lý do em không thể nào yêu anh được. Chẳng lẽ em chỉ vì một cây dù, một trái chôm chôm mà em bỏ rơi anh hay sao? Đúng. Suốt cuộc đời Xuyên Xuyên không bao giờ bên mày đâu. Đúng. Anh nói cái gì vậy? Anh cũng giáp như tôi thôi. Anh đi đi. Tao quên. Thôi đi, đừng có dạch mặt nhau trên sân khấu nữa. Đủ rồi, đủ rồi. Xuyên Xuyên à, em đừng nghe anh ta, em đừng nghe anh ta. Em phải tin anh đi. Tình cảm của anh dành cho em là tất cả. Anh ta không thật lòng với em đâu. Im đi. Sao mày biết tao không thật lòng? Tao nói cho mày biết, nãy giờ tao làm cái trò này không phải tao là chú rể đâu. Chứ mày là ai? Anh họ của tôi. Anh họ của em? Đúng. Vậy còn chú rể là ai? Nhìn nè. Hey. Wow. Xuyên Xuyên à, em lấy hứa Văn Cường sao? Không, tôi là Dương Cường, đại lý kêu gián chuột. Nè Xuyên Xuyên, anh hỏi em, anh ta có gì hơn anh hả? Em nhìn đi, ngoài cái trừ cái là anh đẹp hơn anh ta cao hơn anh, to con hơn anh, học giỏi hơn anh, thông minh hơn anh, sáng sủa hơn anh, có gì hơn anh nữa không? Mày nói một hồi nó hơn mày hết. Anh chấp nhận anh thua anh ta. Nhưng trước khi anh đi, anh có điều muốn nói với em Xuyên Xuyên à. Xuyên Xuyên, vì anh nghèo nên chẳng nhận kim cương, tặng em nhận cỏ, hú hồn em chơi. Cảm ơn anh. Nhưng mà anh ơi, nhận cỏ em đeo không có hộp, em quen đeo hộp xoàn rồi. Em quen đeo hộp xoàn rồi hả? Dạ. Vậy thì em lại đây em chơi đeo hộp xoàn. Em đi về, em đi về. Anh ơi cứu em. Tao nói tụi mày biết, ngày hôm nay tao không lấy được Xuyên Xuyên thì cũng đừng thằng nào lấy được Xuyên Xuyên của tao. Mày tỉnh đi, mày tỉnh đi. Tao nói tao biết, trong cái vỏ hoa đó tao đầy bơm trong đó đó. Cái gì? Anh đừng làm bậy nha. Anh ơi, mọi người ơi chạy hết đi. Em không sao đâu, chạy hết đi mà. Chạy đi. Chạy đi, đổ bơm bây giờ. Chạy đi. Chạy đi. Anh à, thả Xuyên Xuyên ra đi. Tôi sẽ làm con tin thế cho Xuyên Xuyên. Mày thấy Xuyên Xuyên à? Ừ, được. Qua đây. Qua đi anh. Thả Xuyên Xuyên đi. Rồi, qua đây. Ừ, bắt tôi đi. Được. Anh Cường. Xuyên Xuyên. Anh Cường ơi, anh đừng giết anh. Mày giết tao hả? Chạy đi Xuyên Xuyên. Được rồi. Vậy hôm nay tao mày sẽ ôm nhau chết chung. Ê, khoan. Tao đâu có yêu mày đâu, chết chung gì vậy? Ờ đúng rồi. Đi thả tôi ra đi. Thả ra đi ba. Đi ra, bỏ đi em. Đi qua đây. Dạ. Tả Xuyên Xuyên của tôi ra. Tả Xuyên Xuyên của tôi ra. Mày thật là thông minh đấy Dương Cường à. Tả Xuyên Xuyên của tôi ra đi. Thả Xuyên Xuyên à? Vậy thì bây giờ tất cả chúng ta cùng ôm nhau chết chung đi. Dính miệng. Hãy ra đây đi. Ủa mà chuyện này là sao? Có gì đâu. Tại vì anh thấy em làm đám cưới mà không mời anh. Anh sợ là em sẽ lấy nhầm người chồng không tốt, người ta sẽ đối xử không tốt với em. Chính vì vậy mà anh muốn qua để thử lòng anh ta. Nhưng trải qua chuyện này, anh tin chắc là anh ta là người tốt. Thấy em hạnh phúc như vậy là đã đủ vui lắm rồi. Anh chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Tết năm này quê ta quá chịu chơi, tiếng nổ vang ai đám cưới qua mời, thì khăn đóng áo dài đi nhậu ké. Vâng, và xin chúc mừng cho thí sinh Lâm Thắng đã hoàn thành xong bài dự thi của mình. Lâm Thắng ơi, em có một cái gương mặt gọi là gương mặt ưa nhìn á. Lúc nào chị cũng sợ là em lép vế hết, nhưng mà hoàn toàn không có. Em không có bị cương, em rất nhẹ nhàng từ tốn. mà cái kiểu của em á là càng lâu là càng thấm á, rất là khó cho người giữ cái lửa sân khấu để đi suốt, mà em là người rất bình tĩnh. Những lần mà em thành công đều là nhờ tất cả các bạn hỗ trợ. Tôi không biết sau này một mình em ra như thế nào. Các bạn thấy là đây là cái minh chứng cho cái việc mà với một cái dạng giả định á, mà các bạn diễn đồng bộ á, thì nó sẽ tạo cái áp phê kinh khủng lắm, dễ chịu vô cùng. Thắng có duyên lắm luôn á, em tự tin vô cùng, thành ra là Thắng phát huy cái tự tin của Thắng. Tuy nhiên cái tiểu phẩm vừa rồi giá mà đó, các bạn lật ngược lại một chút xíu nữa là chính cô dâu cổ là người thử em á, để cuối cùng á là cái đám cưới của cô dâu đó với em, thì cái tiểu phẩm nó dễ thương ha, nó tròn trịa đúng không? Lúc mà cô dâu chạy vô hả chị Vân ha, cô dâu chạy vô cái nó biết ông ra chú rể là ai không? Anh họ tôi luôn á, trời trời sao gia đình đấy mà anh họ nhiều quá vậy. Vậy chú rể thiệt là ai? Đó rồi hỏi thêm lần nữa là anh chứ là ai nữa. Xong rồi tưng bừng ra đây, ô vui lắm rồi, là cắt cái bánh đó cho tụi em luôn. Số điểm của Lâm Thắng sẽ được giữ lại vào phía cuối chương trình. Trời đất ơi, chị em ơi, chuẩn bị bánh kem và quà cáp sẵn sàng hay chưa? Bữa nay là tổ chức sinh nhật của một bé trong đoàn mình dễ thương lắm. Hát mừng sinh nhật nha, tôi hát trước, mọi người hát sau nha. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Xuyên mình bền lâu, suốt đời tình thắm sâu, nhớ thương đầy vơi mộng thấy ai mỉm cười, làn môi xinh tuyệt vời. Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó, và nghe hơi gió biết rằng mình vừa. Cái bài của ta là bài sầu tím tiệp hồng, ra mà hát mà duyên phận là sao? Biết sao hát vô nhạc thôi chứ. Kệ đi, nó sáng tạo mà. Rồi sáng tạo. Cái vụ mà làm bánh sinh nhật đâu? Bánh gì? Kem đâu? Hả? Quên. Chết. Bánh kem đâu? Bánh kem anh biết để đâu đâu? Đưa cho rõ ra. À bánh kem. Trời ơi. Kem ta bánh giấu rồi. Ai biết giấu gì? Quý yêu không mà bánh kem của ta cũng giấu nữa hả? Dễ thương ha. Đẹp không? Ai mua bánh kem đẹp quá vậy? Cái gì mà đùm bay ăn ngoại vậy bay? Chủ chặn cho con. Nhớ mùa chớm trước, mùa chớm kỷ niệm biển bao anh nghiêng bên này. Mọi người ơi, mọi người có khỏe không? Khỏe bà, mày chứ khỏe. Cứu tao, lẹ lên cứu. Gì? Bám vô. Lên. Ê. Có sao không gì? Trời đất ơi, con ơi, chết gì rồi? Dạ. Nhà của dì ở trên đất liền ấy, nó sập hết rồi. Lũ tới lẻ quá đâu kịp quơ quà không gì đâu. Quơ có cái thúng bánh bông lan mà giờ nó ướt chẹp nhẹp luôn nè. Trời ơi. Dì, bữa con y như vậy luôn đó. Bảo nó kéo tới nhà con sập một cái đùng. Còn đồ trong nhà hả? Nó bay vậy nè dì. Ôi. Dạ. Mày diễn tả có tâm dữ vậy. Nói chung là mình làm cái gì mình cũng phải có tâm chứ. Ủa vậy á hắn? Dạ. Nói nghe nè. Dạ. Có tâm là một chuyện, mà ngu là một chuyện khác con hả? Dạ. Dì ơi. Cái gì? Lượm giùm con. Lượm giùm con đi. Lượm. Thằng quỷ, mày thảy đồ cho tao hay mày chơi Angry Birds vậy mày? Mày quá trời mệt. Ủa? Đồ con đâu? Thảy của anh đâu rồi ai biết? Con mới quăng lên cho dì chụp mà. Thảy lại xuống nước rồi. Trời đất ơi! Ê, cuốn rồi. Quân. Dạ. Dạ mang. Con dạ mang. Trời ơi, quân tàn độc. Nói nghe nè. Dạ. Cũng hơn là nhờ có con bỏ của con cứu người. Không là Hà Bá nó ăn tao rồi. Ê dạ. Để đáp lại cái tấm chân tình của con. Dạ. Mua bánh bông lăng gì đi con. Trời đất ơi, coi gì ơi, Tâm bảo đang đến gần, còn Tâm trí đâu mà ăn bánh bông lăng của gì. Thì đói bụng không có gì ăn, mua bánh bông lan của gì ăn đỡ đi. Cái rổ bánh bông lan của bả như một cái nồi cháo dinh dưỡng mà mình ăn. Ê mày xúc phạm đó mày. Ăn thử chưa? Hả? Mà mày ý kiến. Mày ăn thử mày mới biết được nó ngon hay nó dở, cái tự nhiên mày nói như vậy. Rồi xúc phạm tao quá mà. Gì vậy? Gì vậy? Ủa con sao vậy con bình tĩnh. Ê con có sao không? Dở quá dì ơi, dở lắm luôn á. Hà Bá ơi, trả lại giùm em cái rổ bánh bông lan đi. Thí dụ như nó không có được ngon, nó vẫn còn một cái dư vị đó gì động lại trong họng mày hiểu không? Phóng thanh nụ gì đi con. Dạ. Phóng thanh nụ gì? Dạ phóng thanh nụ gì rồi. Trời ơi cái hát lát kìa. À cái đó là cái bịch rác. Ôi ôi cá đuối. Ê, cái đó là cái vỏ chuối. Sao mà nãy giờ biết bao nhiêu cái đồ ăn, bịch rác nè, vỏ chuối nè, mà dì cứ tưởng tượng là đồ ăn không vậy? Bây giờ ở trên đây dì đói gì khác quá mà ba cái này ăn không có được. Dạ. Rồi nhà cửa tao sao tao cũng không biết nữa, tao rầu quá thì tao nhìn lộn chứ gì đâu. Chết thôi, giờ tao không biết làm sao hết trơn trội nè. Gì? Gì? Bình tĩnh, đứng lên. Con nói gì nghe? Không có gì mà phải buồn hết. Con có một niềm vui dành cho dì. Niềm vui gì? Đây chính là cái máy dầm. Dì hãy cầm lấy và hãy trèo đi nào. Nào, hai dì cháu chúng ta hãy cùng nhau tác nghiệp. Cứu tôi với. Cứu tụi tôi. Cứu cho chồng tôi. Anh chị nói nghe. Thân mình xong lo bán gì đội anh đầu vậy? Con tao đó. Ủa, đây. Cứu. Chị lên. Cứu em. Cứu tôi nữa nè, cứu tôi nữa. Nè cứu tôi nữa. Đàn ông trai tự lên đi, kêu bồng lên mệt chết à. Trời đất ơi, bước lên mà không biết có cảm giác trọng lượng nó là cái bè luôn đó. Bè quá rồi, bớt bè lại. Trời ơi, mình ơi, con nóng quá trời kìa. Nín, trời chết, chạy mình nó rung quá rồi. Bình tĩnh. Hai vợ chồng bình tĩnh nha. Đưa con cho em. Rồi hai vợ chồng lựa xuống này, tất cả để em lo. Mọi người ơi, nhìn em có giống hòn giọng vu không? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, tôi quên thì cái thằng này nó giả đi chết đi. Trời ơi, xém nữa là rớt con với em luôn rồi đó. Đưa đây đi. Con ai? Con chị, em xin lỗi. Ngộ ghê, cậu khi thì con tôi mà làm với con cậu. Ê, nó ngủ rồi kìa, hay quá vậy. Trời ơi, công nhận bé thích mạo hiểm ha. Thôi, trời đất ơi, trong lúc dầu sôi lửa bỏng mình phải làm những chuyện cấp bách chứ. Chị. Gì? Chuyện cấp bách là xếp đồ hả? Ừ, tại đồ mình ướt nè, mình xếp đồ, xếp có đồ mình mặc. Nhưng mà cái này đồ ướt mà. Ướt thì bây giờ mình đang phơi. Trời đất ơi, hai vợ chồng hợp tác quá ta. Cô đời. Tại vì mình mà chứ. Tại em mụ ra. Thôi không có cỡ gì em ta làm được. Bả làm được mà. Em là. Chị ơi, cái con sông biển nó lấy cái áo của chị đi rồi. Trời ơi, lũ lụt mà chị đã buồn, mất cái áo, chị còn buồn à. Chị, nhưng mà có gì đâu để buồn. Chuyện quan trọng bây giờ là tính mạng của anh với chị. Còn cái áo chết đâu có mang theo được. Nhưng mà chị con cái áo nó thôi à. Dạ cái áo cho chị hiểu mệt quá à. Con cái áo mà em cũng làm rơi của chị nữa đó. Được rồi, bình tĩnh nào. Bình tĩnh đi, tất cả hãy bình tĩnh. Đây, em tặng áo cho chị đó. Mình tôi có áo rồi nè. Dễ thương gì đâu. Ôi chà. Trời ơi, mặc đồ gì chị cũng vậy. Dạ. Con trai mặc áo ráp tết. Đâu, áo thun ba lỗ. Tại vì trời mưa nước nó thấm vô nó rút lại vậy đó. Mùa hè ăn sao? Mùa hè nó giãn nó thành áo dài. Chị thích quá à. Bữa nào mặc cho chị nha. Dạ em sẽ cho chị. Nào, Tất cả chúng ta hãy vững tay chèo, tiến thẳng về phía trước. Đi. Từ từ, bình tĩnh. Này, hãy hướng về phía gió tính phong cho tôi. Ok. Đi. Bèo thôi mà. Chơi tiếp đi. Con người hả? Tất cả bình tĩnh. Tôi xin lặp lại, hiện tại trên chiến hạm của chúng ta không thể nào chứa được hết 5 người. Vậy thì có một người nhảy xuống hả? Phải. Thôi được rồi, tôi không đi chết. Mình ơi, mình có cùng với tôi á là có phước cùng hưởng, có quà cùng chia không? Em đồng ý. Vợ ơi, vợ có biết á là tại sao tôi đặt tên con là bé Bảy không? Dạ không. Vì tại vì vợ là người vợ thứ bảy của tôi á. Sao im re vậy? Vui không? Dạ vui. Vui sao không cười? Nhìn vợ hạnh phúc như vậy, tôi biết là vợ vui lắm rồi. Còn đối với em, mình là người chồng đầu tiên còn sống. Chồng hy vọng vợ sẽ là người vợ hot girl cuối cùng của đời chồng. Em 18 chưa? Dạ, em 81 rồi. Vậy thì mình hãy cùng sống hết 81 tuổi này nghe. Em đồng ý. Vợ chồng tôi quyết định không thể chết. Mọi người thôi hết đi, đừng đẩy hoài. Vậy nữa, xích qua đây. Nằm ở đó, đinh cứng đau muốn chết luôn á. Trời gì vậy, tào lao vậy? Trời ơi, vậy là nhảy xuống. Tưởng cái gì cấn đinh. Nói vậy là đúng rồi đó. Con mới lên là sao bắt con nhảy xuống? Bà đi, bà nhảy đi, bà bấm lan này nè. Ủa sao hai vợ chồng mấy người không nhảy đi? Vô duyên, vợ chồng tôi có đứa con sao nhảy? Khùng hả? Bà nhảy đúng, bà nhảy đúng là con thôi. Có nhảy là con trai, chú nhảy đi. Nhảy giật bà nhảy, bà nhảy đi. Nhảy đi. Không được, nhảy đi. Chú. Ôi, ông thuyền trưởng không nhảy được kìa. Ôi, thuyền trưởng. Mọi người ơi. Tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi. Trong một thời gian ngắn sẽ có đoàn cứu hộ tới cứu tất cả mọi người. Ok. Còn ông thì sao? Tôi không có gia đình, tôi chết cũng không sao hết. Vậy nha. Ê, đâu. Chết rồi. Sống. Sống tới. Mình ơi. Ngoài xa kia có người kìa gì? Từ từ. Đâu nè. Lại mình thôi. Đợi tôi. Anh muốn thuyền trưởng phải không? Vớt nó vô mấy đứa. Đợi nó vô. Ê. Trời ơi. Nó có sao không? Tỉnh dậy con. Tỉnh dậy. Có sao không? Mọi người ơi. Đủ hết không? Đủ. Em bé như thế nào rồi? Khỏe. Em bé khỏe. Nhờ cậu, nhờ cái bè của cậu cứu tụi tôi đó. Còn con sao? Dạ. Tỉnh táo không? Dạ, chú nhớ tên con không? Ma Da. Ủa đi đâu vậy? Tự nhiên tên ta kêu Ma Da. Tôi giỡn mà. Trời ơi, chú giỡn kỳ quá à. Mọi người ơi, sao có ai nhớ tên của tôi không? Thì tên cậu là cái gì vậy? Tên nó là cái gì? Đít đít gì đó. Tôi mới lên trên mà mày có biết cái gì đâu mà đít đít. Cái gì luôn luôn. Phải đâu, tên cái gì mà có nhiều thú quắc à, cái gì nó hôi lắm. Cái gì? Tôi tên là Bảo Châu. Nãy giờ tôi đâu có biết, tôi vô tâm quá. Xin lỗi con nghe. Dạ. Bị lúc lên lo cái thúng bánh đông lan không? Quên hỏi tên mày. Chả sao đâu nè cậu ơi. Tôi cũng đàn ông con trai như cậu á mà tôi thấy tôi ích kỷ quá. Mọi người nè, cho dù á không có ai nhớ tên tôi á, tôi cũng không có buồn đâu. Ở đời mà ai cũng có việc phải lo hết. Còn tôi nè, tôi có gì đâu để lo, cho nên tôi lo lại cho mọi người. Cuộc sống độc thân của tôi á, tôi tâm niệm có một điều à. Mình sống có tình người, có giúp người, thì một ngày nào đó ông trời ông sẽ giúp lại cho mình. Trời ăn đói. Vui quá nè. Em bé cười với cậu nè. Em bé cười nè, đưa chú ẩm nha. Dễ thương quá. Qua cậu cũng lãnh luôn. Em hỏi anh mệt không? Anh không mệt. Vậy bây giờ ẩm em tự ngoài cửa vô tới đây anh mệt không? Trâu bò xong biết mệt. Ý chưa khác liền. Bây giờ anh khác với em rồi đúng không? Ai rồi cũng khác. Thôi được rồi, sẵn cái không khí đang thể dục thể thao như vậy, anh muốn em với anh đi thi thế vận hội hả? Không, em với anh mình tham gia một cái quy trình sản xuất sinh học khép kín. Ủa anh, tụi mình đang làm công ăn lương á, tự nhiên anh muốn mở xưởng ở nhà làm gì? Không không, ý anh là sản xuất là anh muốn có con. Mệt ghê luôn á, em cũng muốn. Buông ra. Hai anh chị định làm cái gì vậy? Dạ làm vợ chồng. Mẹ, đây là đêm tân hôn, tụi con đang chuẩn bị động phòng đó. Dạ. Nè, tôi nói cho anh chị biết, anh chị có động phòng hay động đất hay động kinh hay động quan đi chăng nữa cũng phải hỏi ý kiến tôi. Nè, chưa hết đâu, anh chị còn phải hỏi ý kiến của bà con cô bác gần xa, và đặc biệt nhất là hỏi ý kiến của ông bà tổ tiên. Bây giờ mẹ sẽ gọi cho bà Năm, à không, mẹ sẽ gọi cho bà Bảy trước, để hỏi coi bà Bảy có đồng ý cho tụi con động phòng vào ngày hôm nay không. Chị Bảy hả chị Bảy? Tôi Bảy nè. Dạ chị Bảy ơi, chị Bảy, chuyện là vậy nè chị, là thằng con của em đó, nó mới lấy nhỏ vợ, hồi sáng chị có đi đám cưới nhớ không? Trời ơi vui muốn chết, tôi hát 60 năm cuộc đời đó. À, dạ nói nghe nè, ý tôi là bây ủa sáng bà đi nhiêu vậy? Tôi đi 2 tờ vé số. Ok bye. Ủa lộ nó một hiệp rồi, nhưng không sao, bây giờ mẹ sẽ gọi một người thứ hai. Con dạ, con muốn gọi ai? Sáng chú Chính cùng Ly với con, mẹ gọi chú Chính đi. Chú Chính à? Không, tôi Bảy nữa nè. Bà điên, tôi gọi cho anh Chính bắt mới với bà bắt máy. Ông Chính đang tắm. Nè, tôi mét vợ ông Chính nghe. Bà mới bị điên á, ông Chính là chồng của tôi, mà ông cưới tôi, giờ bà kêu là ông Bảy đi. Rồi vợ chồng Bảy Chính thần tài. Nói nghe nè, rồi cái chuyện hồi nãy luôn á, là thằng con của tôi á, nó mới lấy nhỏ vợ nhớ không? Hồi sáng bà mới đi đám cưới đó nhớ không? Hai vợ chồng bà đó. Chồng bà đi nhiêu vậy? Chồng tôi đi 2 tờ giấy giò. Ok bye. Lỗ luôn 2 hiệp. Nhưng mà không sao. Bây giờ mẹ sẽ gỡ lại. Đó chính là bà Năm Tập Quá, bà bạn thân của mẹ. Chị Năm hả chị Năm? Tôi bà Bảy nữa nè. Mẹ điên. Trời ơi tôi gọi ai bà cũng bắt máy vậy? Trời ơi chồng tôi đang tắm mà hết xà bông, tôi đi qua nhà bà Năm mua xà bông, mà giờ ba qua đi qua bà đang động kinh cắn lưỡi nó không được, tôi nói giùm nè. Trời ơi rồi có sao không đó nghe nè. Là bây giờ tôi muốn gọi là tôi hỏi cái chuyện hồi nãy luôn đó, bà Năm cũng đi đám cưới đó, hồi sáng bà đi bao nhiêu tiền vậy? Trời ơi bà Năm bà động kinh sáng giờ có đi đâu. Ủa vậy hả? Rồi đi rồi bye bye nha, ba nha. Trời ơi lỗ luôn nguyên bàn rồi. Mẹ đã vậy còn tốn tiền đi thăm bệnh nữa chứ. Trời ơi con khổ mẹ quá, mẹ hỏi mấy người gì đâu không à. Thôi được rồi, bây giờ mẹ sẽ hỏi một người nữa, đó chính là bà ngoại của thằng bạn thân của mẹ. Ủa người đó thì liên quan gì tới nhà mình? Nè, không có bà đó là không có con nghe. Giờ bà đó là cái người mà tác hợp ba với mẹ đến với nhau đó. Thôi mẹ muốn gọi gì mẹ gọi đi. Mẹ đâu cần gọi điện thoại. Chứ gọi gì? Gọi hồn. Bà chết rồi. Trời ơi. Mẹ. Bước qua đây. Dạ. Hồn ai? Thiệt luôn á, tự nhiên đang tân hôn à. Hồn chưa ai? Bao giờ mà đang hứng mà bị ngăn lại. Hai hồn. Đứa đang định luôn. Động phòng với bộ đồng quan. Xong làm đám cháy, làm đám cưới. Mày đến đây. Bộ hồi đó má mày đẻ cái miệng ra trước hay sao mày nói dữ vậy? Ủa sao mẹ biết? Ủa tao nói đúng hả? Dạ. Thiệt luôn á chưa. Đi luôn, đi luôn, đi ra ngoài luôn, đưa cái nhang đây. Đi luôn. Thứ vậy mày quạo không, quạo không? Tao đục vô mặt mày à. Đi ra ngoài. Dâu gì đâu mà muốn ăn thịt luôn mẹ chồng hả? Để cho mẹ con người ta khấn. Nghe mẹ khấn nè con. Trời ơi. À, khỏi ậm à mực, đi luôn, đi luôn, đi luôn. Đàn ông con trai gì mà ậm à mực ứ ấy hỡi. Eco, 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 thêm eco, thêm eco, thêm eco, 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 eco. Đủ eco, đủ eco, đủ eco. Hồn ai ở chốn non bồng, qua đây hồn cùng vui lòng ghé chơi. Tao sợ ma quá mấy đứa ơi. Vô đây má, sợ ma quá mấy đứa ơi. Vô, vô, vô. Mẹ sợ ma. Vô đây ngồi xuống, ngồi xuống. Thiệt mẹ luôn á, bới tô cơm chưa kịp ăn với mẹ luôn á. Cho mẹ mượn đi. Rồi cái muỗng con sao? Hồn ai ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Ngoại ơi, ngoại có linh thiêng thì về đây cho tụi con hỏi chuyện. Ô, ngoại hiển linh. Ngoại ơi, vô đi ngoại. Ông chết, ông tắm xong chưa? Tôi mua xà bông về rồi nè. Bà Bảy, bà đi đâu đây? Nhà bà hả? Nhà tôi đó mẹ. Ủa tự nhiên tôi đang đi mua xà bông nhà bà Năm, ai xui khiến tôi vô đây vậy trời? Ngoại xui khiến đó. Hả? Đứng yên. Ngoại ơi, ngoại có linh thiêng thì về đây với chúng con. Bà là bà Bảy đây. Ê, ngoại tôi đâu? Bà là bà ngoại, đứng thứ bảy kêu bà Bảy. Ồ. Dạ ngoại Bảy ơi. Ngoại Bảy cho con hỏi, ngoại cho con hỏi miếng, ngoại. Nó nghe ngoại, chuyện là bây giờ vậy nè, là thằng con của con đó nó mới lấy nhỏ vợ nè, vợ nó nè, con này nè, con này nè. Đó, ngoại, bây giờ là tụi nó tính đồng phòng với nhau, cho nên là bây giờ con muốn hỏi ngoại là tối nay có cho đồng phòng được không? Mày nói làm sao chứ hôm nay là ngày tốt, bà Năm bà động kinh là hai đứa này nó động phòng được. Cái gì mà nghiệt ngã vậy trời, tự nhiên người ta động kinh cái người ta được động phòng. Không có được, thôi bỏ đi, không có được. Trời mày nói nghe hay lắm, là như mày tốt lành lắm chứ hồi xưa hả? Mày ăn cơm mà chưa kịp đóng cái kẽn là mày ăn cơm rồi ha. Xong rồi ha, đâu có làm đám cưới cho mày kịp, nhà hàng đâu ai nhận, phải kéo tao về Đồng Nai làm đó thầy. Nhớ chưa? Nói chung là tao đồng ý. Không đồng ý. Tao đồng ý. Không đồng ý nghe chưa? Tao đồng ý. Không đồng ý, đưa đây. Đồng ý cho nó đồng phòng đi. Không đồng ý mà. Đồng ý. Không đồng ý. Hai đứa có muốn đồng phòng không? Dạ muốn. Nó của ngoại coi. Quên. Đồng ý. Tao nói là không có đồng ý. Ê, bên đây. Đồng ý. Mày phản mẹ mày hả? Được đấy con. Đừng động phòng. Đi rồi. Ông Chính ơi, tập xong chưa? Ông Chính ơi. Mẹ ơi, vậy là giờ tổ tiên đồng ý rồi đó mẹ. Tổ tiên đồng ý, nhưng mà tôi chưa đồng ý. Bởi vì bây giờ tôi phải chất vấn cô nữa chứ. Con hả? Ừ. Ủa cái chuyện này là mẹ phải tìm hiểu trước khi mẹ cưới con về đây chứ sao mẹ hỏi? Bởi vì lúc đó mẹ rất là bận. Mẹ bận quản lý các cặp anh chị vợ chồng của chồng con. Hiểu không? Cô nghe tôi hỏi nè. Dạ. Cô tên gì? Dạ con tên My. Diễm My? Dạ không. Kiều My? Dạ không. Tố My? Dạ không luôn. Chứ cái gì My? Dạ Masubi là My. You're the one, you're the best, Masubi là My. Tên gì mà nghe leo trèo như vậy trời. À, thì ra cô thường xuyên trèo lên người con trai tôi. Là như vậy. Bây giờ cô muốn trèo đi đâu? Muốn trèo đi đâu? Cô đợi đó. Con trai, con tên gì? Mẹ là mẹ con đó mẹ. Quên, mẹ quên. Mẹ đẻ nhiều quá mẹ quên luôn. Mẹ đẻ cái đứa con trai đầu tiên, mẹ đặt cho nó là tên Quân. Dạ. Mẹ muốn người đời biết là nó phải hùng dũng, phải mãnh liệt. Nhưng mà đâu có ngờ mỗi lần trong cái xóm nó xảy ra cái chuyện gì, cái là người ta rao rằng Quân ác nhân. Thấy chưa? Qua tới cái đứa thứ hai, mẹ mới đặt cái tên là Phường. Vậy mà trong xóm mỗi lần có cái chuyện gì xảy ra là người ta lại rao Phương trộm cướp. Thấy chưa? Nhưng không sao. Qua tới cái đứa thứ ba là con đó, mẹ mới rút kinh nghiệm. Mẹ đặt tên con là gì nè? Tha thứ. Đó, mẹ muốn tha thứ hết tất cả lỗi lầm, những cái nghiệp mà bà Bảy đã gán lên đầu hai anh em con. Nhưng người đời vẫn không buông tha. Mỗi lần trong xóm có cái chuyện gì xảy ra, người ta lại rao rằng cái thứ khốn nạn. Cho vừa lắm, nghiệp lắm. Đó, con thấy chưa? Mẹ đau lắm chứ. Con ơi. Dạ. Mẹ con làm nghề gì? Dạ, mẹ con là tiểu thương, buôn bán nội tạng. Quân giết người. Không, Quân tên con tao Phương giết người. Không, Phương con tao luôn. Thứ giết. Thứ tên mày đó. Cái lũ giết. Lũ tên tao. Giờ là không biết chửi cái gì hả? Ông ấy mẹ chửi con là cái ngữ đi. Cái gì? Cái gì? Cái ngữ. Ngữ giết. Ngữ tên bà nội mày mày ơi. Con xin lỗi má. Mẹ hiểu lầm rồi. Ý của con muốn nói với mẹ là mẹ con làm tiểu thương, bán nội tạng, có nghĩa là bán phá lấu á. Trời ơi, nó cũng đẹp người đẹp nết. Có ăn có học mà mở miệng ra cái nghe thấy đi xa luôn vậy đó. Nghe hỏi tiếp nè, ba cô làm nghề gì? Dạ ba con sửa xe. Chắc cũng đinh tặc. Ông nội cô làm nghề gì? Dạ ông nội con trăm tuổi ở không mới đi làm. Quỷ yêu hay sống lâu dữ vậy trời. Bà nội cô làm nghề gì? Dạ bà nội con mất rồi. Đáng đời. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Chỗ của tụi con mà mẹ. Mẹ nó làm gì? Mẹ làm cái gì mẹ? Mẹ, con nói với mẹ, mẹ muốn nói gì dòng họ gia đình con cũng được hết, không được quyền đụng tới con. Tôi thích chửi cô thì sao con? Nè tôi nói cho cô biết, gia đình tôi vô phúc mới có một đứa con dâu như cô. Mẹ nói chuyện mẹ không được chỉ vào mặt con. Tôi thích chị đó. Con không cho mẹ chỉ vào mặt con. Thấy chưa? Mẹ chồng nói một câu, con dâu cãi lại chém chém. Con cho mẹ chỉ mà con chỉ. Chết con trai tôi rồi, con có sao không con? Mẹ ơi con mẹ chọt trong mắt con rồi mẹ. Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con. Đó là cô làm. Cô làm. Hồi nãy mẹ chọt cái mắt ảnh. Cô chọt cho mắt con tôi. Con nói là mẹ đừng có chọt nữa, mẹ chọt cho mắt ảnh. Đừng có chọt con. Au da. Trời ơi con ơi, con có sao không? Mẹ ơi mẹ cướp đi thị lực của con rồi mẹ ơi. Trời ơi mẹ không có cướp. Con kia, mày đi ra khỏi nhà tao đi. Trời ơi mày mới vô đây có một ngày, mày đâm đuôi mắt con tao. Mày ở đây lâu ngày chắc mày giết tao chết. Con nói là mẹ chồng mẹ không được chỉ con nữa. Con nói là mẹ không được chỉ. Con nói là mẹ không được chỉ con nữa. Mẹ, em đừng có nói gì nữa. Em im đi. Em đừng có nói gì hết á. Anh hiểu em mà. Mẹ đã từng làm trò này với hai anh của em rồi. Không con ơi, con này nó tinh vi, nó cao siêu dữ lắm. Rõ ràng hồi nãy nó tán mẹ vậy nè. Cô! Em không có, nãy mẹ đã kích động để mẹ tôi lộn cù mèo với đoàn lân sư rồng. Cô quá đáng lắm. Tất cả là lỗi tại cô. Cái này là mẹ tử té, còn hồi nãy là em vô tình. Em không có cố tình. Em không có. Lỗi là tại tôi. Lỗi là tại cái bà già này nè. 3-4 giờ sáng đâu có chịu ngủ. Tại tôi. Thôi, tôi về phòng tôi ngủ đây. Mẹ ơi. Cái gì con? Dạ. Mẹ ơi, đây là cái thùng tiền mừng cưới của tụi con. Không, không con, cái này của mẹ. Dạ không, của tụi con. Không, cái này của mẹ. Mà đám cưới của tụi con mẹ không. Mẹ. Không, cái này của mẹ. Thôi mà. Thôi mà. Thôi thôi. Mẹ, mẹ, mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ, mẹ có sao không mẹ? Mẹ ơi. Mẹ. Trời ơi mẹ ơi, mẹ. Mẹ sao mà té chỗ nghiệt ngã vậy? Con thấy chưa con? Mẹ vừa đi là nó thoáng đeo vào. Nó sợ mẹ cướp đó con. Con ơi, cầm cao lên cho mẹ nhờ. Cảm ơn con. Mẹ. 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 Mẹ, tiền của tụi con mà. Mẹ ơi. Mẹ. Đó anh thấy đó. Vậy sao sống? Nhưng mà mình mới về nhà mẹ mà. Mình ráng ở 1-2 bữa nữa đi rồi tụi mình đi. Vậy anh phải hứa với em đó. Anh hứa là sau 3 ngày là mình về nhà mình luôn, không ở đây nữa, được không? Rồi, anh đồng ý với em rồi, đi. Rồi anh hứa đi thì đi. Đi đâu? Tôi mới nghe anh chị nói anh chị đi đâu. Dạ. Đi đâu? Dạ. Đi đâu? Dạ tụi con muốn ra riêng. Con vợ của anh Suối đúng không? Đúng. Dạ. Là con Suối ảnh đó. Chứ mẹ nghĩ đi, mới có đám cưới xong mà tiền đó coi như là hết vốn liếng của tụi con để tụi con làm ăn sau này. Bây giờ mẹ lấy hết rồi, tụi con làm sao đây mẹ? Cô nói tôi lấy tiền của cô là sai. Vậy thì tôi hỏi cô, cái chuyện mà tôi lấy tiền rồi tôi cất giùm anh chị, để lỡ sau này trong tương lai anh chị có lỡ xa cơ thất thế, anh chị còn cái mà dùng. Như vậy là sai hả? Dạ. Chuyện tiền bạc không thành vấn đề đâu mẹ. Nhưng mà sự thật là giữa mẹ với tụi con á, đã có một khoảng cách quá lớn, không thể hòa hợp được. Mới có ngày hôm nay thôi mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện rồi. Đơn cử như cái chuyện mà tụi con muốn động phòng trong đêm tân hôn đâu có gì là sai. Tụi con muốn có một đứa con mà mẹ. Vậy mà mẹ cũng ngăn cản bởi những cái điều vô lý của mẹ. Vô lý hả? Vậy tôi hỏi anh, anh đã có được một cái nghề ngỗng cho đàng hoàng chưa? Anh đã làm được gì nhiều cho người phụ nữ của anh chưa? Vậy mà anh đòi có thêm một đứa con. Tôi là mẹ nè, tôi cũng khát khao có được một đứa cháu nội lắm chứ. Nhưng mà tôi muốn cháu tôi được sinh ra trong một cái gia đình đầy đủ, sung túc và hạnh phúc, chứ không phải được sinh ra trong cái sự bồng bột nhất thời của anh chị. Vậy mà anh chị nói tôi vô lý. Vô lý này làm cái gì vậy? Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Đứng dậy cho nè. Con gái con nữ đứng dậy nè. Có vợ có chồng hết rồi nghe. Làm như con nít mới lớn rồi quỳ khóc lóc vậy. Cái điều mẹ mong mỏi nhất bây giờ đó là hai đứa hạnh phúc. Vậy thôi, hai đứa nghỉ ngơi đi. Sáng giờ đám cưới mệt rồi đúng không? Nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi. Mẹ ơi, giờ này còn nghỉ gì nữa mẹ? 6 giờ sáng rồi mẹ. Thì ra nãy giờ ông chính ổng tắm đêm, còn bà Năm bán tập quá, bán 24/7. Thôi nghe nè. Dạ. Bây giờ mẹ nảy ra cái ý định này. Dạ. Bây giờ hai mẹ con mình ra tiệm ăn sáng đi rồi về ngủ nha. Dạ. Ủa mẹ, còn con sao? Tô cơm nãy đâu? Thôi giỡn đó. Bây giờ mình đi ăn sáng. Đi ăn sáng mà mẹ.